Ca trước là toàn bộ là cua con không à, cua con không à. Còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua. Đó mà yêu thiệt đúng không? Dạ, yêu mà thiệt. Đó. Là vừa mới bước xuống được cái bãi xe em thôi là nghe bà gọi điện, bà khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn, là con đi lên lại. Đi lên lại thấy bà đang đứng ngay trước cửa phòng vậy. Bà đang đứng, bà mở banh cửa luôn. Sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đội nết vậy. Nhà như có hai người con trai luôn. Rất là hay chê vợ mập luôn con chú. Chê vợ mập? Dạ, con mới sinh mới có 4 tháng à. Nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà anh suốt ngày anh chê con mập. Chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phùng Thảo Nhi và 25 tuổi. Thì công việc hiện tại của con ở nhà chăm bé, tại vì con mới sinh em bé được 4 tháng. Wow, mới có 4 tháng thôi dạ, hả con? Ba. Mời bạn. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Sơn, năm nay con 25 tuổi. Và công việc của con là kinh doanh tự do. Bây giờ kể cho chú biết cơ duyên nào các con gặp nhau. Thật ra là cái cơ duyên mà hai đứa con gặp nhau á thì cũng nhờ một người bạn like hình của vợ con ở trên Facebook. Và con lướt new feed và con thấy được hình của vợ con. Thì bắt đầu là con mới thấy vợ là ủa sao học chung với trường của mình mà mình không biết cô này. Xong rồi bắt đầu con mới tìm hiểu. Năm đó là tụi con học lớp mấy? Dạ tụi con học lớp 12. Nhưng mà là con có vào con kết bạn với cô này không? Và có trao, có thường xuyên nhắn tin cho Nhi không? Dạ thì lúc ban đầu là con không có kết bạn liền, mà con vào con bảo like, bảo tim trước. Lúc đó là gần thi 12 nên ảnh có nhắn tin cho con là về cái vấn đề mà thi cử. Rồi sau đó hai đứa nói chuyện dần mới rủ con đi chơi. Là đi đâu? Đi ăn bò bía hay uống nước mía hay là uống trà sữa? Con không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên hai đứa con đi chơi nó xàm lắm. Nó xàm. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn đang 12 đúng không? Vâng, lúc đó vẫn đang còn 12. Đợt đó là mẹ con đang kinh doanh bán đồ mà bên lĩnh vực xây dựng á. Đợt đó là mẹ con bắt con phụ lúc nào xong rồi bắt đầu là mới muốn đi làm gì làm. Làm mấy tới mấy giờ? Dạ, làm tới lúc đó là hẹn 7 giờ. Thì bắt đầu là chạy xuống với nhà bạn gái là nữa. Là trễ rồi. Là trễ. Là trễ mất gần 2 tiếng. Trời ơi. Lần đầu tiên đó hả? Vâng, lần đầu tiên. Xong rồi bà này bà mới kêu là ủa sao tự nhiên cái ngày đầu tiên cho tôi chờ 2 tiếng. Bà đi, bà lết bộ từ nhà bà cho tới ngoài đường chính luôn. Mỗi lúc mà con đi xuống gần tới nơi á là còn là con đón bà giữa đường luôn á. Có nghĩa là cố tình lết phải không con? Đúng không? Không, mình chờ dạ. 2 tiếng thì mình phải lết cho ông dạ. Chờ lại. Lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ dạ, vậy cái đó. Con thấy sao? Dạ là thấy anh này không được, anh này không được. Thấy thua rồi phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao, tại sao con lại phải cố ra gặp ảnh cho bằng được? Đúng ra là thôi trễ quá thôi chứ về đi khỏi gặp. Dạ không thì con cũng cho ảnh chờ lại. Ủa? Con có hẹn bạn con nữa. Xong rồi tới đó thì ảnh thấy bạn của con đông quá nên ảnh kêu con là lại chơi với bạn đi, ảnh ngồi chờ được. Xong rồi ngồi chơi tầm 2-3 tiếng gì đó, xong rồi ảnh đưa con về. Nói chung là một cái cuộc hẹn mà chất quốc á. Dạ đúng rồi, thiệt luôn á. Mãi về sau đây lúc mà hai vợ chồng quen nhau hơn 1 năm á, bắt đầu vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Hai đứa đều có một cái gọi là một cái ủ mưu là hái hoa bẻ nhụy nhau thôi. Đúng đó chị ơi, chúng nó nhỏ mà sao chúng nó dễ sợ quá luôn à. Nhưng cuối cùng cũng đó đi qua đường mình xong. Tính đâu có bằng trời tính. Sau cái lần mà trớt quớt đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn sẻ hơn hay là đi chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa? Cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô, thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian nhau hơn. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình cảm giác như là con cảm giác như là mình đã tìm được cái người mà mình thực sự là muốn đi lâu dài rồi. Tại vì mới có lần thứ hai thôi mà con đã cảm giác vậy rồi luôn. Dạ, cái lần thứ hai đó thì con có cảm nhận gì đặc biệt ở người này không? Dạ, giống như anh này không? Cảm tình với anh này. Dạ tại vì con thấy anh cũng dễ thương. Vậy thì lần thứ bao nhiêu thì tụi con chính thức là yêu nhau? Không còn cái kiểu mà ở chơi qua đường nữa mà nghĩ trong đầu là sẽ đến với nhau một cách nghiêm túc. Sau cái cuộc đi chơi nó về á, con mới hỏi lơi lơi là ví dụ như bây giờ á mà anh thích em quá thì em có đồng ý làm người yêu anh không? Con nhận lại là cái câu trả lời của cô ấy như thế nào? Dạ thì vợ con đòi suy nghĩ một đêm. Qua ngày hôm sau, bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái giờ hẹn á, là con dí. Rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi.
mà hồi hộp đó, hồi hộp ngồi ở nhà lúc đó đang nằm trong phòng con rất là hồi hộp. Xong cái lúc mà bả đồng ý một cái á, kiểu dạng như tim đập thình thình thịt, ngủ lưng trong người á. Bả gì đó. Bả. Sau đó là chạy qua nhà liền không? Dạ không. Mất tầm cỡ 3 ngày sau con mới dám gặp mặt. Vậy đó hả? Dạ bị ngại. Ủa có kinh nghiệm yêu mấy năm mà sao tới cái ca này sao con nhát quá vậy? Dạ mấy tại vì thiệt. Thật ra là những cái ca trước là toàn bộ là cua con không à. Cua con không à. Còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua. Đó mà yêu thiệt đúng không? Dạ, yêu mà thiệt. Đó bằng cả chân tình đó đúng không ta? Dạ. Bao lâu thì tụi con cưới? Dạ tụi con mới cưới cách đây 2 năm. À. Là 2019, là 4 năm sau khi quen. Vậy là 4 năm là cũng dài đó chứ đâu có ngắn đâu. Nhưng mà vẫn là sớm, cưới sớm quá. Cái lý do mà tại sao mà tụi con cưới sớm như vậy? Dạ, lý do là tại vì mẹ con đi nước ngoài định cư. À, đến năm con mà 18 tuổi, anh con là 22 tuổi. Thì lúc đó là mẹ con mới quyết định đi thêm một bước nữa. Sau gần 20 năm ở như vậy để nuôi tụi con. Anh con với là con biết mẹ con đi thêm bước nữa thì hai anh em rất là vui. Tại vì trong tâm trí của hai anh em á, là cũng suy nghĩ á, là để cho mẹ tìm được một cái phương trời hạnh phúc mới và để cho mẹ có thể là bù đắp được có những cái khoảng trống mà sau khi mười mấy năm mà mẹ đã không đúng có rồi, được hạnh phúc đó. Đúng rồi, mẹ hy sinh á. Dạ, mẹ hy sinh. Thì lúc đó là nói chung là mẹ con có cái tính là kiểu dạng như là trước khi mẹ đi á, mẹ hay lo chu toàn hết mọi việc. Và cũng anh con thì cũng cưới rồi, duyên của mình con giờ chưa cưới, thì nếu mà mẹ con đi á cũng phải là 4-5 năm sau mẹ con mới có được thẻ xanh để mẹ con về. Ừ. Thì lúc đó mà mới báo hai đứa là cưới. À. Dạ báo hai đứa là cưới đi. Là bây giờ mẹ vẫn đang cưới. Ở bên mẹ. Dạ ở đúng Mỹ. Rồi, hiện tại mẹ đang ở bên Mỹ. Là coi như bây giờ hai đứa rất là ổn cuộc sống đúng không? Mẹ không cần phải chu cấp cái gì đúng không? Dạ đúng rồi, mà nhiều khi con còn kêu mẹ thôi lâu lâu mẹ cứ gửi tiền về cho cháu. Thôi tao gửi tao cho cháu tao. Tao đâu có cho tụi mày đâu. Thì toàn bộ số tiền mà mẹ con cho là con nhét vào con heo riêng của bé cà chua hết. Hay quá. Rồi, bây giờ đến với cái phần rất là cái quan phần trọng. Mà nó vui nhất ở trong chương trình mày luôn cái phần. Quá. Thôi bây giờ nhường cho bạn Nhi nói trước. Nhi đi. Dạ. Nãy giờ bạn Nhi im quá. Bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Con đừng có nói với cô là con quên hết tật xấu của chồng sau khi sanh nha. Tật xấu của chồng con thì có rất là nhiều nhưng mà con chỉ kể vài ba tật xấu thôi. Xấu nhất á. Xấu nhất đối với con là bản tính con là rất là sợ ở nhà một mình nên cái công việc của ảnh thì chủ yếu là ở nhà thôi nên con yêu cầu là từ sáng tới chiều muốn đi đâu thì đi nhưng mà tối đến là phải ở nhà với con nhưng mà ảnh rất là hay đi pizza vào buổi tối hơn cô. Ủa con ơi con sợ buổi tối là con sợ ai? Dạ con sợ má. Sợ má. Dạ con. Ủa, trời ơi con nít mà. Rồi Sơn có sợ ma không? Dạ thì ngày trước con cũng sợ lắm nhưng mà về sau vợ con giành hết phần sợ của con luôn rồi. Là giờ con hết sợ. Nhưng mà ảnh vẫn đi. Dạ. Vừa mới đi rồi con nghe tiếng kéo cửa xong là con chạy ra. Lúc đó là ảnh xuống thang máy rồi. Con chạy ra ngoài cửa con đứng đó con khóc. Là vừa mới bước xuống được cái bãi xe không thôi. Là nghe bà gọi điện bà khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn. Là con đi lên lại. Đi lên lại thấy bà đứng ngay trước cửa phòng vậy. Bà đứng dưới bà mở banh cửa luôn. Mà con không con tại vì ngày trước vợ con không có bị cái tính sợ cũng kiểu dạng đâu vậy không nha. Như cái tính này là mới hình thành gần đây thôi. Gần đây là lúc nào sau khi sanh? Dạ sau khi sanh. Nó bị thay tính đổi nết. Đúng rồi chắc dạ. Chắn. Nhưng mà bây giờ thì ảnh còn đi ban đêm nữa không? Dạ, kể từ cái lần con khóc với là ảnh không đi nữa. Giờ là cũng muốn đi đâu phải đi buổi chiều. Vậy là hay rồi. Dạ. Rồi còn như vậy cũng được. Rồi tới gì nữa nè. Ảnh rất là hay càm ràm con. Thì bình thường con giống như là uống ly nước xong rồi để quên qua chẹp đi. Thì ảnh có thể nói một lần thôi là con ok con sẽ đi chẹp và lần sau con nhớ. Nhưng mà ảnh cứ càm ràm ảnh cứ nói một cái chủ đề đó ảnh nói hoài con tới khi nào con bực lên á xong rồi hai đứa cãi lộn với nhau vì cái chuyện đó thôi. Cái tính của con nó tỉ mỉ á cho nên là con cái gì làm thì mình dẹp gọn lại mọi thứ thì nó sẽ tạo được một cái căn nhà lúc nào nó cũng ngăn nắp á. Còn cái tật gì nữa không nào? Rất là hay chê vợ mập luôn chú. Chê vợ mập? Dạ con mới sinh mới có 4 tháng à. Mà lúc con có bầu là con lên tận 25kg rồi. Bây giờ con còn có 55kg rồi con giảm được 20kg rồi. Nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà anh suốt ngày anh cho con mập. Trời ơi 4 tháng bây nữa giờ con đi. Muốn vợ con ốm nhiều ký nữa? Đâu tại vì con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đổi nết vậy. Nhà như có hai người con trai luôn. Thì sao vậy? Dạ thì đồ của con là vợ con lấy mặt luôn. Và trong cái lúc mà mỗi lần đem đi giặt đồ á là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con. Ủa sao tự nhiên có mình một ngày mình mặc có một bộ
mà sao nó da thành hai ba bộ luôn. Thì là lấy đồ con Mận luôn. Nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra một cái, xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau, cột tóc nó che cái tóc lại tưởng là con à? Tưởng con mà. Chào Sơn. Chào Sơn. Chứ lúc đó là vợ con luộm thuộm từ nhà đến ra ngoài đường luôn. Cho nên là con mới nhiều khi mặc áo con đi ra ngoài đường luôn. Là mặc bộ đồ đi ra đi mua đồ này nọ. Dạ đúng rồi, bận đồ quần áo, bận luôn quần áo đó luôn. Cho nên là con đi ra ngoài con cơ bản trời. Tự nhiên cái vợ đi bận đồ của anh đi ra ngoài đường là sao? Tại sao ở nhà em muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài ít nhất thì mình cũng dạng lỡ may mình gặp người quen thì sao, nó cũng kỳ. Thì lại coi bảo là anh không có chăm sóc em rồi nọ, để em tàn tạ sau khi sinh. Thì con là muốn vợ con lúc nào cũng kiểu dạng như là không gần nhất thiết là phải trong mắt con hay như thế nào đó. Muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài có những cái mối quan hệ mà mình nhất thiết là mình phải nhìn chỉnh chu. Phải chỉnh chu, phải đúng đẹp rồi. Đúng không? Tại vì mình có sắc mà tại sao mình không biết tôn cái sắc của mình lên. Đó là những cái điều mà mong muốn của hầu hết những ông chồng á. Thực sự có nhiều người không có nói ra, nhưng mà hầu hết tất cả ông chồng đều mong muốn vợ mình đẹp. Bây giờ tới phần con đó, vợ con có những cái tật xấu nào? Đó là một tật rồi đó. Rồi cái gì nữa? Dạ hay quên. Hay quên. Phải chấp nhận thôi, năm nữa. Dạ không, trước khi đẻ luôn mà vợ con đã quên rồi. Có nghĩa là nó nổi một cái tính mà hậu đậu thực sự luôn. Quên trước và sau sinh. Đúng rồi, quên. Hả? Có nghĩa là quên trước cả sau sinh, có nghĩa là sau khi sinh rồi thì mới quên nặng hơn. Nhưng mà trước khi sinh là cũng có quên rồi. Có lần mà vợ con đi làm á, bà chạy xe làm sao, cái bà chạy đi đến giữa đường rồi bắt đầu là bà mới nhớ là bà quên cái giỏ đồ mà để đi làm ở nhà. Xong bắt đầu bà mới gọi điện cho con, kêu anh ơi anh để giúp em chạy đưa cái giỏ đồ lên chỗ làm cho em được hay không. Lúc đó là công việc của con cũng nhiều, nhưng mà thôi cũng bực thiệt á, tại vì cái tính kiểu dạng quên nó ngay cả việc vấn đề mà đồ đi làm của mình mà còn quên nữa. Xong rồi thì quên tới vấn đề là điện thoại nè, rồi quên tiền nè, rồi được quên nói chung là mọi thứ trên đời. Cái lúc đó là xung quanh bà là bà có thể quên luôn, nhiều khi quên cả con. Con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không, thật ra thì con nói những cái tật xấu của vợ con như vậy thôi, nhưng mà vợ con như vậy, tại vì nếu mà như vậy thì mình mới còn là được những cái thăng trầm trong cuộc sống. Thì con muốn vợ con vẫn như vậy, không thay đổi gì hết. Không thay đổi gì hết. Vợ con thì sao, con mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Dạ thì thông qua chương trình con muốn chồng con thay đổi, đó là dành thời gian cho con gái của con nhiều hơn. Tại vì ảnh làm từ sáng tới chiều của con, nhưng mà ảnh làm ở nhà thì ảnh ra ngoài trước hoặc là vô phòng làm việc ổng làm thôi. Còn tối thì ảnh cũng nhiều khi có bạn qua nhà thì ảnh cũng ra trước phòng khách ảnh chơi với bạn. Tới khuya thì con gái của con nó ngủ rồi, nên nhiều khi hai ba con không có tương tác với nhau nhiều. Với lại con bé nó rất là mến ba của nó luôn. Tại vì mỗi lần mà ảnh mở cửa vô thôi là nhìn nó thôi là nó cười. Nhiều khi mà hai ba con nằm cái xong ảnh xem phim hay là xem điện thoại, cái nó nhìn lên ba nó cười, nó tự cười luôn cô. Nên dạ con rất là muốn chồng con dành nhiều thời gian cho con. Cô thì cô nghĩ vậy nè, thực ra con yên tâm là con gái á, đến lúc mà bắt đầu nó bập bà bập bẻ là lúc đó chồng con không cần ước luôn á, là sẽ rất là mê. Tại vì đàn ông trai, thứ nhất là cái công việc của chồng con có thể bây giờ còn nhiều quá, mà em bé thì nó đang giờ trong trạng thái thụ động, mà nó có 4 tháng thôi, nó chưa có chủ động được những cái điều mà nó mong muốn, con hiểu không? Thì thành ra là chắc là chồng con có cái suy nghĩ là thôi vậy tranh thủ thời gian từ ở đây, được thời gian lúc nào làm việc lúc đó để mà kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Dạ. Đúng không? Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó bập bẹ, nó biết nói, nó chập chạp chập chững, nó đi rồi, lúc đó con chịu không nổi nó. Dạ, lúc đó thì chỉ có ôm con à. Là chỉ có quấn quýt thôi, con yên tâm điều đó đi. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến với Dình và Hùng Son. Dạ. Dạ. Rồi, dạ. Hy vọng là hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Dạ. Thì vô tình là hôm đó xuống đi Vũng Tàu thì cái bạn nó lại ở Sài Gòn. Trong dài phim có em. Báo rõ ràng là em không gài thì tức lắm luôn á, nhưng mà bạn vẫn nói là em gài bạn đó. Tới bây giờ vẫn nói là em gài. Tại vì rồi, chắc tới. Chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn. Rồi ổng ngủ riêng, tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà. Sau này hả quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không, lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á là em có cảm giác đây là nhà của em rồi. Ồ không tin được nói vậy luôn. Chửi ấm sùm lên. Em đâu có chửi gì vậy đâu. Chửi giữa đám đông. Không có chửi không, con không có chửi. Không có chửi giữa đám đông. Con chửi trong lòng. Mà chửi, chả đọc chửi được. Wow. Ui chả đọc được luôn rồi, đất ơi. Chửi trong lòng mà chả đọc được. Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Chửi trong lòng. Cái mặt con dâng máu rồi mà. Cái máu đó là con không thể nào con kìm được. Con không kìm được luôn. Con thiệt luôn, con biết con vậy mà con không có kìm được. Xinh xắn không? Chào hai em. Dạ,
À, lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh, đến chị và đến toàn thể các quý khán giả đang xem trực tiếp tại trường quay cũng như đang xem đài ạ. Em tên thật là Nguyễn Dương, nghệ danh của em là Yun Bin. Em hiện tại đang là đạo diễn. Hai mấy tuổi Bin? Dạ, tuy rằng rất là nhiều người nói em là lái máy bay nhưng mà thật sự là em chỉ mới có 28 tuổi thôi. Bây giờ chúng ta coi coi bạn này bao nhiêu tuổi nha. Mời em. Dạ, lời nói đầu tiên con xin Em nó nhỏ lắm. Con nhỏ lắm. Chị biết nhỏ này mà con ơi. Chú đợi con một chút nha. Trời kêu mình chú cái tổn thương dễ sợ. Lời nói đầu tiên, con chào chú Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con là Tú Tri. Năm nay con 20 tuổi và con đang là ca sĩ tự do. Bây giờ cho có thể cho anh biết là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó là em đang tổ chức một buổi casting cho bộ phim của em, thì Tri là thí sinh đến tham gia. Lúc đó thì em ấn tượng bạn này là bạn này rất là lúng ta lúng túng. Lúc đó thì em nghĩ là ngây thơ, nhưng mà sau này cưới về không phải vậy. Cái gì? Lúc đó ngây thơ sao ta? Con cái kiểu con gái mới lớn thì đạo diễn người ta kiểu người ta đầu óc người ta suy nghĩ nhiều thứ, người ta cua con người ta. Năm đó con bao nhiêu tuổi? Năm đó con mới có 18 thôi. 18 tuổi rồi sao em thấy tiếp đi. Bạn nó vô xong rồi lúc đó là bạn nó đang em đang đưa thoại cho bạn đó là kêu bạn nó là phải diễn như vậy xong rồi bạn nó cứ nhìn em chằm chằm xong rồi đấy. Anh ơi, hình như là anh đóng cái phim gì đúng không? Xong rồi nó trước đây anh có đóng một bộ phim. Em nhớ anh rồi, em thích anh lắm mà anh đóng phim gì nè, em quên tên rồi. Lấy một cái là thấy trớt rồi. Xong rồi anh chị biết không, em rất là bức xúc nha. Sau khi một hôm đi casting về á, bạn đi nói với lại một cái anh dẫn bạn đi casting là anh hình như Bin thích em. Trong khi em không nhớ bạn là ai nữa. Tại vì em nói em cá tới mấy trăm con người em đâu có thể nào nhớ được. Cuối cùng thì cô gái này có được trúng vào cái vai như vậy? Dạ, bạn nó trúng vào một vai phụ. Tại vì cái tính cách nhân vật của vai chính là lúc đó là Tri không phù hợp. Thì rồi có một lần thì em thấy bạn up một cái status là sắp thi rồi, ai đó cho mình cái động lực thi đi. Sau đó em mới nhắn tin cho bạn này, em nói thôi thi tốt đi, em thi tốt anh dẫn em đi xem phim. Em thi tốt đi anh sẽ cho phép em mời anh đi xem phim. Em ước gì em còn giữ Facebook cũ. Thôi đi rõ ràng luôn á. Xong rồi sau đó thì bạn này thi tốt thật. Thế là hai đứa đi xem phim và từ đó mối quan hệ nó phát triển. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn bạn Bin này là như thế nào? Mới đầu vô là con thấy là quen trước. Xong cái con thấy tự nhiên cái anh nhìn mình cười. Xong cái con cát thì cứ coi con cát đi, không chịu cứ khen con em diễn dễ thương quá em đừng cười nữa anh rụng tim bây giờ. Cứ nói mấy câu vậy đó. Rồi sau đó các bạn, cái mối tình của các bạn nó phát triển như thế nào? Em nhớ có một lần vui lắm, là hôm đó là hai đứa chưa quen nữa, nghĩa là lúc đó chỉ còn nhắn tin qua lại thôi. Thì bạn này có ước gì ai đó dẫn mình đi biển. Lâu lắm rồi mình chưa đi biển. Thì tất nhiên mình là con trai, khi mình nghe một người phụ nữ người ta lên tiếng như là ok vậy thôi, cuối tuần anh nghỉ làm anh dẫn em đi biển. Mà xuống Vũng Tàu ở nhà bạn anh, em có một người bạn rất là thân ở Vũng Tàu, thì vô tình là hôm đó xuống đi Vũng Tàu thì cái bạn đó lại ở Sài Gòn. Trong gài phim có báo rõ ràng là em không gài thì tức lắm luôn á, nhưng mà bạn vẫn nói là em gài bạn đó. Tới bây giờ vẫn nói là em gài. Tại vì chắc chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn. Rồi ổng ngủ riêng, tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà. Rồi sao? Bút khách sạn riêng đồ nữa. Em hứa với Tri là em không làm gì Tri hết. Ok thì rõ ràng là hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái qua ngày hôm đó xong rồi đi về Biên Hòa là về nhà em. Là trên đường về Sài Gòn mà bị cái một cái trận mưa rất là lớn. Thì em không có chở mà về Sài Gòn được, nó cũng trễ rồi. Nói thôi em ở lại nhà anh một đêm đi. Nhà anh thì có một đứa em gái ngủ chung nữa. Em ở lại ăn đêm nha. Dạ dạ. Xong rồi hả, tự nhiên ngủ là người ta rủ là ngủ có một đêm mà ngủ tới giờ luôn. Lúc đó là tại vì con có vài sự cố cho nên con không có về ký túc xá con ở được, mà con phải ở nhờ luôn. Thôi mà thôi đừng có lấy cái đó là lý do nữa. Quá rồi, dạ đúng luôn. Rồi sau này hả, quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không, lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á là em có cảm giác đây là nhà của em rồi. Không tin được nói vậy thì cái con không biết sao mà không có cái gì gọi là xa lạ hết. Kiểu như là đi vô là thấy mọi thứ nó rất là quen thuộc. Khi đó là lần đầu tiên mình vô nhà người ta. Nhưng mà cái lúc đi ở nhà của em á thì là mẹ với lại gia đình thì phản ứng sao? Thật ra trước đó thì Chi hên nha, Chi hên có một cái là lúc mà Chi về là qua ngày hôm sau là mẹ em đi về quê. Mẹ em đi về Đà Nẵng. Thì mẹ em đi mất hơn một tuần. Mẹ về có nói ủa mưa gì dai dữ rồi con.
Vậy đó hả? Thôi nhưng mà cái hôm đó về á thì là tụi em cũng làm một cái buổi tiệc ngoài sân. Là nhà, tụi em nướng thịt rồi ăn uống hát với nhau đồ á, xong mới thi hát bolero. Cái mẹ đi trong mẹ ra, mẹ nói trời sao con bé này hát hay dữ vậy. Mà lại hát đúng với bài mẹ thích nữa. Xong cái tiệc hai đứa thành tiệc ba người. Cái hồi ba em về thành bốn người, cái em nữa năm người, xong rồi thành tiệc gia đình luôn. Ra ngồi nướng thịt ăn uống với nhau, hát hò nhau, mẹ rất là thích Tri. Sau đó là từ lúc đó là toàn bộ công việc nhà là em phải làm hết. Về là chỉ hả, thôi con ra con hát đi cho mẹ nghe, lúc nào cũng vậy, tối nào cũng vậy hết. Là mê giọng hát của Dạ đúng Tri. Rồi. Thôi nhưng mà là em sau cái thời gian quen thì em có dẫn pin về nhà của em không? Dạ có. Sau 2 tháng là con điện thoại về con nói chuyện thật. Là con nói là con quen pin thật. Xong cái mẹ cũng đưa cho cha nói chuyện, con giải thích. Giải thích này kia với cha, giải thích một hồi cái là cha hiểu. Cái lúc mà đang chạy về thì pin có nói với con là pin lo lắng, pin rung, pin sợ là hả mới vừa vô nhà bị lấy chổi rượt ra khỏi nhà kiểu vậy. Nhưng mà lần đầu tiên cha mẹ gặp pin ở ngoài thì như thế nào? Tại vì trước đó là em có nói trước với Tri rồi, em với Tri đến với nhau là em cần cái sự đồng ý của gia đình Tri. Tại nếu gia đình Tri không đồng ý thì hai đứa sẽ làm bạn thôi. Em rất là ngại những cái mối quan hệ mà phải người phụ nữ của em phải dằn vặt giữa gia đình với mình. Thế là dằn vặt? Em là một trend guy. Dạ, em là trend guy, là người chuyển giới nam. Nên em cũng không biết được là gia đình Tri lúc đó sẽ có định kiến với em hay không. Cái bất ngờ là mọi người rất là thương em. Và em được trân trọng. Em lần đầu tiên mà em đến một cái nơi xa lạ, tất cả mọi người xung quanh đều là những người lạ, nhưng mà người ta lại trân trọng mình như vậy. Rồi sau đó thì bao lâu các em mới là kết hôn? Dạ thật ra em quen được có 4 tháng là đám hỏi rồi. Mới 4 tháng cũng lâu lắm. Tìm hiểu nhau cũng thời gian quá lâu ha. Rồi sau 4 tháng đó về ở chung với nhau rồi, cô ấy có giúp cho em thay đổi có một cái gì đó trong cuộc đời không? Em là một con người cực kỳ khó tính. Hơi tí xíu gia trưởng một chút. Nhưng mà từ hồi quen Tri là hầu như là Tri chia bẻ hết tất cả những cái khó của em. Đúng rồi. Nó quậy đúng không? Em ví dụ như em mà em không có sử thế nào sử dụng chung khăn, chung quần áo với người bất kỳ ai luôn cũng không được. Giờ hả cái gì của em cũng lấy bận được á, không tin được luôn á. Em ví dụ em chạy xe đi em không muốn ngừng là giữa đường, trừ cái chuyện gì nó bắt buộc mình phải ngừng. Mình chạy xe mình muốn chạy một mặt không, đang đổ gọi là hai đứa đi Đà Lạt đang đổ đèo nha, mà ngay cái cua đang đổ đèo xuống bắt em ngừng cho bằng được, chứ để bẻ một cái cọng cỏ bông lao bên lề đường thôi. Trời, bà con quá mà con bẻ là con nít mà trời. Con bẻ phải con bẻ một lần. Con bẻ là con bẻ hết nguyên một cái dọc đường luôn, là con đi chỗ nào cũng ghé hết á. Thiệt bây giờ nghĩ là em không nghĩ tại sao em lại chiều bạn này đến mức độ như vậy. Tại yêu đó. Chiều kinh khủng nợ đó em. Dạ. Hỏi hỏi nè, vậy thì là từ lúc yêu nè, rồi được gia đình ủng hộ nè, rồi đến khi cưới nè, thì có những cái biến cố gì trước ngày cưới xảy ra? Biến cố thì có một lần là trước đám hỏi, là sau khi mà gia đình em đã xuống nói chuyện gia đình Tri rồi, thì tự nhiên gia đình em về đâu khoảng 3-4 ngày thì mẹ Tri điện thoại lên nói là thôi hai đứa đừng cưới nữa. Hỏi ủa sao vậy mẹ? Rồi mẹ im, mẹ không nói. Hai đứa thì không biết chuyện gì hết. Lúc đó là 4-5 giờ chiều, hai đứa dầm mưa chạy từ Sài Gòn mà chạy xe máy về An Giang luôn. Thì giờ lúc đó giờ 12 giờ đêm là mẹ ngủ rồi. Xong sáng ngày hôm sau vẫn ngồi nói chuyện với nhau thì mẹ mới nói là bây giờ hàng xóm dư luận người ta nói nhiều quá, tại sao lại phải gả cho một đứa như vậy như vậy như vậy. Rồi trong khi Tri có giọng hát, Tri có nhan sắc nữa, tương lai của Tri còn dài lắm. Xong rồi em nghe thì em cũng chạnh lòng. Lúc đó thì Tri ở ngoài, em ở trong phòng. Em nghe hết rồi em mới nói, em mới đứng lên em thưa em đi về. Em nói thôi em đi về. Tại vì lúc đó em giận thật sự. Tại vì bản thân em nghĩ là em có thể lo tốt được cho Tri. Và em cảm thấy là em đáng được trân trọng. Cuối cùng thì cuối cùng thì cuối cùng mẹ thì có thay đổi không? Mẹ thì mẹ con bị kiểu không có lập trường, không có đúng vững rồi, lập trường không vững. Cũng chính mẹ luôn, mẹ tự ngồi đó mẹ tự suy nghĩ, mẹ nói là người ta đâu có nuôi mình ngày nào đâu, người ta đâu có lo cho mình được cái gì đâu, còn có tụi con thôi, mà tụi con là hạnh phúc là mẹ vui rồi. Thì cũng chính mẹ nói như vậy. Tới bây giờ rồi mẹ con đã nguôi ngoai và đã không có để tâm nữa, tại vì mọi người thấy tụi con tốt lên từng ngày. Thực ra là sau cái số phát sóng này á, thì những cái định kiến nó cũng sẽ thay đổi. Đúng chắc vậy. Chắn là như vậy. Sau cái chương trình này. Thôi chúc phúc hai bạn nha. Trong rồi. Mấy tháng ở với nhau như vậy thì nó ăn hiếp có em sao? Pin ơi, nó ăn hiếp em lắm. Dạ đúng rồi, có võ đúng rồi, cô Hồng Vân cũng nhớ không? Có tập có 7 cái huy chương vàng. Taekwondo đai đen. Ở nhà bà có giận em không? Đánh em hoài luôn á, buồn đá em vài cái.
Mới đây còn úp lên Facebook rồi đá em mấy cái rồi. Cái đó anh tự úp luôn. Rồi khui đi, tật xấu của cô gái Tri này là gì? Rồi, có một lần thì tụi em bán hàng á. Thì tụi em bán dù là 10 cái hũ đó là 1.800.000. Thì bạn mới ngồi tính, ủa anh, mình bán 10 hũ 1.800.000 là một hũ mình bán 18.000 hả anh? Ủa anh ơi, em giỡn nha anh cho anh vui. Mỗi lần em tính lại buồn. Đi em tính lại đi, em tính kỹ lại có bao nhiêu, em cứ ngồi em đợi cái bà tính hồi nha, chồng bà tính ghê lắm. À em biết rồi, nhiêu em? 10.800. Ôi 18.000, sau đó chuyển qua 10.800. Chứ nhất định là không 180.000 nha. Em mua bằng rồi. Cố tình cho anh vui, nhớ thấy em buồn. Hai đứa đi đường á, bụi quá á anh. Xong cái, anh bụi quá, lấy tay bịt mắt em lại. Em lủi vô rác luôn. Em đau bao tử, em đi đường em... Anh đau bao tử của em ơi, anh đau bao tử hả? Anh bệnh viện tai mũi họng nè, vô khám bao tử anh. Trời ơi. Mỗi lần em nghe vậy xem em thôi em im cho lành nó, tại vì bị té giếng. Có không? Té hai lần luôn. Hồi nhỏ là không, không có giếng. Té xong. Không có xong thôi. Té xong. Té xong còn nặng, té giếng nước nó còn nhiều hơn. Thôi con đừng dọn nhà ở mé sông nha con. Đó, nói chung là mai mốt giàu có con đừng có mua nhà biệt thự kế sông Sài Gòn nghe Bin. Rồi, tật xấu gì nữa nè Bin? Dạ có một lần đang ngủ đến 4 giờ mà sáng thì tự nhiên quay qua đánh em quá trời luôn. Anh sao anh cởi quần em? Anh tự nhiên anh nói gì cái chi đến sáng luôn. Đến khoảng 10 giờ sáng thì con em gái em nó ngủ dậy, em gái mình nó thức khuya, nó chơi game lắm. Nó kêu là hồi tối hôm qua em đang chơi game em thấy bà Tri mới ngồi vậy, bà lột cái quần mới bà quăng ra xong bà nằm bà ngủ tiếp. Bà tự cởi quần bả xong bà đưa hồi em, bởi vậy không về em dám cho đi ra ngoài ngủ. Thôi giờ có bữa ổng kể con mới biết, con không có biết gì hết. Có bữa con đang nằm ngủ mà con lăn xuống một cái bằng xuống dưới rồi mà con không biết gì nha, con còn cãi lộn với ổng trong khoảng thời gian đó luôn. Mà tới sáng con thức con không nhớ gì chân á. À vậy là bị bỗng du thiệt. Tự nhiên sáng em ngủ dậy á, có một lần là ngủ dậy thấy cái cửa tủ nó bị mở. Mới nói là ồ sao, hai đứa sợ ơi là sợ luôn. Ra hấp nhang đồ các thứ. Tự nhiên cửa tủ mở xong cái có một đêm em đang ngủ cái em nghe có két mà em thì em nhạy cảm với cái tiếng động. Tối mà em nghe tiếng động em dậy liền. Em bật dậy cái em thấy ba móc cái chân vô cái tủ á. Ba mở ra, cái ba đóng lại, ba mở ra đó mày. Em làm gì đi? Dạ. À, em kiếm đồ. Sao sáng hỏi bỗng nhớ gì hết. Trời ơi. Tivi nữa. Mở tivi nữa mà con sợ là cái gì đó nó có cái gì đó. Ai thôi đi. Đó. Em mở cho ai thôi đi. Trong giấc ngủ của em không bao giờ được ngon giấc đúng không? Trời thiệt luôn. Em ngủ là em rất là ghét ai mà gác em này nọ thứ rồi giành mền giành gói. Mỗi lần em ngủ là có một chút xíu cái mép giường thôi á, bả lấn em vậy á, rồi bả gác lên tới bản họng em luôn. Thôi em đang ngủ cái chân nó chắn ngang cổ em vậy nè, em như núi đè vậy đó. Thiệt, em hiểu ngủ rất là ngoan luôn, không hiểu sao có nhiều lúc á con ngủ con không biết sao nha, mà các con đang mơ, con mơ ở trong giấc mơ là ai dê con á, không phải ông Bin, ông phải ông Bin dê con. Xong cái hôm đó ở nhà con mà cái phòng con bị chuột vô ông cái con ngắt cái tay ông, một cái ông nhảy dựng lên, ông đứng lên luôn, ông đứng lên em ơi chuột cắn anh, chuột cắn anh. Không. Rồi cái con em nhéo anh đó, em nhéo nó không, chuột cắn anh. Trời ơi chắc mai mốt cái anh nghe em bị lây luôn cái bệnh mộng du luôn á. Em sợ luôn anh, bây giờ là em sợ luôn. Cái mộng du nhiều khi là không có kiểm soát được đúng dạ. Không cố gắng phải tìm dạ. Phải tìm cách để mà chữa cái này nha. Ờ, dạ. Rồi thôi nói chung là những cái tật xấu của bà nó kể ra thì cũng thấy thương. Và quan trọng nữa là cũng thấy đáng yêu, đúng không? Có một cái là không đáng yêu lắm là cái ghen. Ghen. Cái ghen hả? Ghen kinh lắm khủng không? Mỗi lần bà giải thích với em là bà nói là em bị bệnh á. Bà nói thẳng em vậy luôn. Anh ơi em bị bệnh á. Thôi anh bỏ, anh đừng để ý. Mỗi lần vậy anh chiều em đi, anh chịu đi. Ví dụ giờ đi chụp hình nguyên một đám nha. Là có những người bạn của mình trong đó luôn thì chụp có kiểu này kiểu kia thì nhiều khi mình hào hứng quá, mình choàng vai, mình bá cổ đó là chuyện rất là bình thường. Là bây giờ mà có đụng lên không có đi về đâu anh. Đụng ngay tại chỗ đó luôn, xong bỏ ra chỗ khác. Em không biết em làm cái gì sai. Em không biết luôn, em phải đi theo. Anh làm cái gì sai, phải nói cho anh biết anh làm cái gì sai. Không đó, anh đi ra đi, anh biến đi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Anh là đồ điểu cán gì, chửi ấm sùm lên. Em đâu có chửi gì vậy đâu. Chửi giữa đám em đông có chửi không, con không có chửi giữa đám đông. Con chửi trong lòng mà chả đọc được. Wow. Ui chả đọc được luôn. Trời đất ơi. Chửi trong lòng mà chả đọc được. Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Chửi trong lòng. Cái mặt con nó dâng máu rồi mà. Cái máu đó là con không thể nào con kìm được. Con không kìm con, được con, luôn. Con thiệt luôn, con biết con vậy mà con không có kìm được. Vậy bây giờ thì em phải tự để ý. Em phải tự tránh xa tất cả những bạn nữ ra. Bây giờ thấy con đó, anh ấy có tật xấu không? Không, một đống luôn chú người ơi. Người đàn không quá hoàn hảo. Cái thứ nhất là làm biếng. Ăn xong rồi nằm mà nói sao ngày nào anh cũng mập hết với em. Ngày nào anh cũng mập hết với anh không ốm được á em. Cái thứ hai là làm biếng thì người ta lấy ly nước ta cũng lấy được hết cô. Không. Em ơi lấy cho anh ly nước đi. Ôi vợ ơi lấy cho anh miếng trái cây nha. Ôi vợ ơi miếng bánh nữa nha. Vợ ơi tắt tivi giùm anh đi.
Ờ, cứ vậy đó cô. Mà kiểu như mà con quạo thì sẽ không dám. Làm biếng là làm biếng như vậy thôi, còn mà chuyện kiếm tiền thì ông không làm biếng. Con thích vậy đó, quá thích nhiều đó thôi. Rồi nhà sao? Nhiều cũng làm hết được. Sao? Tính tình thì sao? Dạ tính tình thì ổng cọc. À, lúc mới quen á là con khóc hoài à. Áp lực lắm cô ơi. Tại lúc vì... mới quen thôi, bây giờ coi. Không, từ ai từ cọc? Để em nói cho hết đi. Cái lúc mới quen hả là ổng cọc mà ổng cứ nạt con hoài luôn á. Ổng cứ kiểu như ổng muốn một người vợ hoàn hảo á cô. Xong mà kiểu con nít mới lớn mà việc nhà này nọ con đâu có kiểu đảm đương đâu. Xong rồi con phải tập 2 tháng đó cơ. Thức 5 giờ sáng thức rồi hả, con làm đồ ăn trưa, đồ ăn sáng, đồ ăn chiều luôn hết á. Con như một người vợ đảm đang chuyên nghiệp luôn á. Qua cái thời gian 2 tháng đó thì con thi bolero là con bỏ phiếu luôn tới giờ đó. Bỏ phiếu luôn. Bây giờ được bao nhiêu phần trăm người vợ hoàn hảo rồi? Nghĩ là 70%. Nhưng mà vẫn thua ngày xưa. Thì bây giờ mong muốn anh Bin thay đổi điều gì? Dạ thì... con mong muốn là anh Bin nhỏ nhẹ lại nữa, siêng nấu ăn hơn. Mà mỗi lần nấu ăn là ông bài cái bếp con dẹp mệt lắm. Thôi khỏi luôn đi. Khỏi luôn đi. Rồi với quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn. Rồi giờ Bin mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em thấy là dạo này Tri kiểu như Tri ăn đường dù Tri bị ngán á. Em thấy bạn nó bị nứt môi đi. Cái em lật đật em chạy đi mua cây son dưỡng cho bạn đó. Mà đem về các bác. Ừ, để đó đi. Xong cái hả, cầm điện thoại lướt lên xong cái cười với cái điện thoại. Mình lúc đó đang giận mà. Mình có cảm giác là trời mình không bằng cái điện thoại luôn. Nên em mong là Tri sẽ hiểu em nhiều hơn. Tại vì Tri hiện tại á là Tri nhìn thấy được những cái gánh nặng của em nhưng mà Tri không có hiểu được cái độ nặng của nó. Nên em vẫn có cảm giác là em bị áp lực rất nhiều. Từ công việc cho đến nhà cửa cho đến rất là nhiều thứ. Chị thấy vậy nè, bây giờ á, tất cả những cái điều mà Bin mong ước ở con á, đều là chính xác. Nhưng con phải cho Tri một thời gian. Chắc chắn Tri sẽ làm được điều đó. Thực sự là Tri quá hay nếu như một cô bé 20 tuổi nó đã làm được 70% công việc của một người vợ. Thì 30% cái con chỉ cần mất khoảng 1 năm, 2 năm nữa thôi. Câu nói của Bin á, cô rất là hiểu là con hiểu được áp lực và gánh nặng của Bin nhưng con chưa biết nó nặng bao nhiêu. Thì thời gian tới con sẽ hiểu thêm là cái công việc đó nó nặng như thế nào, cái áp lực đó thực chất nó khủng khiếp ra làm sao thì con chịu khó tìm hiểu. Còn ngược lại á, Bin á, con phải thông cảm cho Tri. Khi tụi con đã làm được cái điều đó rồi thì tụi con mới hạnh phúc được. Chứ không á, là vì hai người làm nghệ thuật mà ở chung một trạch căn nhà rất là khó. Thì thành ra tụi con phải giữ gìn, nâng niu tất cả những gì tụi con đang có. Dạ rồi. Cảm ơn hai bạn đã đến đây. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho bé Tri nghe một vài năm nữa sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo 100% trong lòng của chàng trai Bin. Và một ngôi sao trong làng nghệ thuật. Cảm ơn các em. Có khi em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á thì có khi bạn nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi thì em có bầu thì em động tay, nhưng người ta thì được chồng chở đi làm. Còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm. Sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì cũng không biết làm sao hết đó. Nên em nhìn mà từ nhỏ là ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha. Em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Em giới thiệu về mình. Dạ em tên Lê Vũ Phương, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp là em đang công an. Thôi chào em tên gì, giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Trang và hiện tại là em 24 tuổi, em đang là giáo viên. Chà, công an và giáo viên thì sao mà quen nhau được ta? Em với vợ em quen nhau là do hôm đó là cơ quan em tổ chức hội thao với lại văn nghệ. Rồi mời bên trường đại học sư phạm của vợ em đang học á. Và qua tham gia, giao lưu. Cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh này thì sao? Chồng em nhỏ xíu à, em nghĩ là trong bộ công an có mỗi cái canteen lại bán cơm á, em nghĩ là chồng em là bán cơm ở trong đó. rồi sao nữa? Dạ sau đó thì hai đứa coi văn nghệ thì ảnh có xin số điện thoại của em thì em cũng cho em số. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Dạ khoảng một tháng sau thì em với vợ em yêu nhau. Cũng lâu ha. Hỏi nó nghe nè, vợ em ghen dữ dội không? Cũng ít lắm anh. Rồi có lần nào mà ghen mà cãi vã nhau chia tay? Dạ có, em thì lúc mà quen được 1.5 năm rồi á, lúc đó em mới phát hiện là chồng em còn quen cái cô ở dưới quê á. Mà em ngu lắm, em bữa giờ quen mà em không biết. Xong em tức giận quá, em thi xong em xách giỏ về quê. Sau đó thì chồng em năn nỉ rồi lý trí ông bảo rồi con tim kia phải xách giỏ lên Sài Gòn tiếp. Ôi rồi xong lúc là tự động em vô luôn chứ cũng không phải là do là nhận được lời xin lỗi. Dạ không, lúc đó em điện thoại lâu cũng khoảng gần một tháng á,
em mới điện thoại được. Và đôi khi em xin lỗi. Rồi bao lâu rồi lấy nhau? Sau đó 6 tháng thì em lấy nhau. Vậy bây giờ tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Gần 1 năm rưỡi rồi. Trước khi đám cưới là chân chu xuân sẻ có khó khăn gì trước đám cưới không? Dạ không, trước khi đám cưới thì cũng khó khăn lắm chị. Tại vì chồng em thì miền Tây, em thì miền Trung. Cưới thì mẹ em khóc dữ lắm, mẹ em nói là giờ có một đứa con gái mà giờ gả xa quá Với lại là mẹ muốn là về ở bên cạnh mẹ á, là dù gì là cũng ở sát nhau thì có mẹ có con, cũng sợ vùng miền rồi không sống được với nhau á chị. Hai em phải làm như thế nào để vượt qua những cái điều đó? Em điện thoại cho ba mẹ em xin cưới, và ba mẹ em cũng nói là mày cưới gì xa quá thôi, để cưới ở miền Tây đi cho nó gần. Xong sau đó thì em điện thoại cho mẹ ba em với năn nỉ, thì nói chung là vợ thương vợ con rồi thì bây giờ buộc phải cưới nên ba mẹ cũng đồng ý theo con luôn. Dạ cũng đỡ ha. Giờ đến cái phần mà sau khi cưới về đó thì đại hội danh mặt đó, tới đại hội phát hiện chồng em có gì xấu không? Đầu tiên á là ở sạch sẽ dữ lắm. Cái nhà mà quét tới ba người quét ba lần rồi mà chú về chú cũng cầm chổi chú quét lại nữa. Áo quần của em á là 7-8 năm rồi vẫn y như mới, chứ không như em đồ em cứ vài tháng là thấy cũ rồi. Tính em là em cứ bừa xong rồi em mới dọn một lần luôn chứ em không có dọn từng cái một. Tôi ở sạch của anh em giờ ai cũng sợ. Chồng em còn gì nữa không? Về nhà chồng em ít nói lắm, chỉ ẵm con chơi chút rồi cũng không nói chuyện với ai hết á. Nên là cái khoảng cách giữa chồng em á với mẹ em á, nói chung là cứ hai người gặp nhau nhưng mà không có nói chuyện với nhau, làm cái không khí gia đình á nó trầm lắng lắm, nó không có được vui vẻ. Nhìn thấy rất là vui vẻ, rất hoạt bát mà. Dạ trước giờ em ít nói lắm anh. Mẹ ở nhà thì nói chung là cũng lâu lâu mới nói chuyện với mẹ vài câu thôi chứ cũng không có tâm sự với mẹ nhiều. Về là cứ hầm hầm mạch làm, cái xong mẹ em cũng thấy cảm thấy sợ chồng em nữa. Ủa nhưng mà mẹ em vô đây là chăm em, chăm con bé của em đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ em sợ chồng em sao kể nghe đó. Mỗi lần chồng em sắp về là mẹ em bắt đầu đi làm, là cái gì cũng phải thiệt sạch sẽ. Chứ mà chồng em có giữ không? Cũng biết nữa, tại chồng em ít. Chồng em nóng tính nên là chồng em im mà. Tuy là sau khi cưới về là em chưa bao giờ em tâm sự với vợ em hay sao? Dạ tâm sự với vợ. Vợ thì tâm sự chứ với mẹ vợ. Mẹ vợ thì em ít tâm sự với mẹ vợ. Chưa bao giờ luôn? Dạ chưa. Với mẹ ruột của em thì sao? Dạ nếu mẹ ruột thì em cũng ít đâu anh. Em thương mẹ vợ không? Dạ có chứ, đôi khi em thấy mẹ em ở nhà, mẹ em làm hết trơn, vợ em không làm hết trơn á. Con khóc vợ em nằm, mẹ em bồng không à. Nhưng mà anh nghĩ là em là thuộc tiếp người là ít có chịu thổ lộ với những người xung quanh đúng không? Dạ. Vậy thì chứ không phải em là người vô tình vô tâm. Dạ đúng. Nhưng mà qua chương trình này em cũng muốn nói gì với mẹ vợ em không? Dạ qua chương trình thì em cũng xin cảm ơn mẹ vợ em rất nhiều. Và tại vì con ít có tâm sự với mẹ nhiều nhưng mà con vẫn thương mẹ. Xin mẹ hãy xem con như là con ruột. Thì phải xem là con ruột thôi. Rồi bây giờ chồng có hay đi nhiều không cơ? Công việc của chồng em bắt buộc 2 ngày mới được về một đêm. Về nhà lúc nào cũng 8-9 giờ tối rồi về chồng ngủ cái sáng mai chồng đi. Nên là em thấy tuổi thanh dữ lắm. Tại vì muốn ăn cơm chung với chồng một bữa cũng khó nữa. Có lúc thì con bị ốm đi sốt cả đêm, chỉ có mình em phải ấm bé, không có ai, nói chung là không có ai giúp đỡ em hết á. Vì lúc mẹ em chưa có vô á. Rồi có khi em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á thì có khi phải nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi thì em có bầu á thì em động tay, nhưng người ta thì được chồng chở đi làm. Còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì cũng không biết làm sao hết á. Nên là thực sự là ngày lễ Tết hay gì em thấy nhà người ta đông vui vậy đó, em thấy tuổi thanh ghê gớm lắm. Mà em cũng sợ con em sau này sẽ buồn nữa. Tại vì những ngày lễ thì chồng em phải được 100% không có về nhà. Mà mấy bé kia thì được ba ẵm đi chơi rồi cả gia đình cùng đi chơi á. Mà con em thì có mình em à. Cho nên em nhìn mà từ nhỏ là em ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha. Em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Hiểu được nỗi lòng của vợ? Dạ em cũng hiểu với anh, nhưng mà tại vì do đặc thù công việc của em nó như thế là đôi khi em cũng nói tâm sự với vợ em cũng thể thông cảm và hiểu cho em. Ông nói vậy chứ ông có tâm sự với chị không? Ông có ngày lễ chị sinh nhật em á, chồng em trực á, rồi cũng không nhắn tin về chúc sinh nhật vợ hay là cũng không có mua quà vậy đó. Vậy là coi như tôi đánh giá về chồng em sai hoàn toàn.
Hồi nãy tôi đánh giá tôi nói chồng em là một người chú đáo là người vô tâm, vô tính. Bây giờ nghe xong rồi ông lại bây giờ tôi quánh ông chứ. Nói nghe nè, trước khi em lấy chồng, dạ, em có nghĩ rằng là cái cuộc sống sau hôn nhân nó như thế nào? Dạ, lúc trước em lấy chồng á thì nói chung em nghĩ cuộc sống hôn nhân của em cũng bình thường giống như mọi người thôi, là cũng cùng chồng nấu cơm rồi thứ bảy chủ nhật thì cùng quay quần bên nhau, rồi những ngày lễ thì mình ở cạnh nhau rồi nói chuyện trò chuyện này nọ, rồi cũng được như bao người vậy đó. Nhưng mà khi lấy chồng em thì vỡ mộng hoàn toàn. Nhưng mà nó khổ là cái tính chất công việc của em nó khổ vậy đó. Dạ. Có những cái mà chồng em muốn chia sẻ với em mà cũng không thể được, bởi vì nó thuộc về bảo mật rồi. Cái đặc thù công việc của chồng là như vậy. Tuy nhiên á, theo chị thì chính vì cái công việc của mình nó là như vậy thì bất cứ lúc nào mình có thời gian rảnh thì mình phải bù đắp. Chị hỏi này, em có thường có những hành động lãng mạn nè, hay đưa vợ đi cà phê, đi ăn kem hay đi coi phim không? Dạ, lúc mà chưa có em bé thì có vậy, nhưng mà sinh em bé tới giờ thì vợ em phải ở nhà chăm nên ít có, vợ chồng em ít có đi. Nãy mới tố nó là vợ mẹ vợ em làm không, vợ em nằm con khóc rồi cũng mộng. Vậy lúc đó tại sao không hốt đi cà phê đi? Tôi tài trợ cho, đi coi kịch đi, tôi tài trợ nè. Dạ. Đúng không? Thích đi coi kịch không? Dạ có chị. Tôi tài trợ vé cho đi đó, coi. Lãng mạn chút đi. Tôi thấy thương quá à. Trời ơi, cặp mắt vợ đẹp quá. Đẹp quá. Như hai trái nhãn vậy đó. Đẹp như tôi vậy đó. Mà tự nhiên để nước mắt rớt xuống mà ngồi không biết lau cho vợ nữa. Đẹp. Trời ơi. Ta nước mắt cho vợ đi. Thấy thương ghê không? Nãy giờ vợ đã nói rồi đó. Yeah. Phương có điều gì muốn nói? Mong vợ thay đổi, mong vợ hiểu, chia sẻ với vợ. Đứng lên rồi ôm ấp được. Ôm ấp đi. Để người ta nhắc tuần hoài. Cái cơ hội nữa. Em mong vợ em sẽ thông cảm cho em và bớt tủi thân, bớt khóc. Trong thời gian em không có ở nhà thường xuyên nên em ở cơ quan. Ôi trời ơi, nói với tôi làm cái gì? Nói với vợ kìa. Gì đây? Đừng gì đây? Rồi, tao ôm hoài à. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Em tính ôm em thôi. Trong đầu em lúc đó em nghĩ là anh ấy sẽ làm gì mình? Tại vì phải chứ ảnh ôm em, anh quàng cái dãy luôn đi. Cái này tự nhiên từ từ rồi ra, cái rồi ra. À, được rồi. Đó, cua bò. Và bây giờ để không biết là cái cặp thứ hai này ông chồng ông có là mê đá banh hay là vợ cô vợ này cổ thích mùi nhãn hay không, thì bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Một cặp vợ chồng rất đẹp đúng không chị? À, hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em tên là Hải Đăng, thì năm nay em 24 tuổi. À, hiện giờ em đang là nhân viên thiết kế. Nhân viên thiết kế. Hải Đăng mới có 24 tuổi thôi hả em? Trời ơi, nghe cái tên em nhớ biển quá. Còn em là Hương Giang. Em cũng bằng tuổi ông xã, 24 tuổi. Thường là Hải Đăng ở trên biển thôi, nhưng mà riêng cái cặp này là có một ngọn Hải Đăng ở ngay cái dòng sông Hương Giang. Cái đèn cái dòng sông Hương Giang. À, chắc hai người quen nhau ở Huế đúng không? Dạ không. Anh thật này thiệt à. Thế là bạn quen nhau như thế nào? Sao? Em nhớ hồi đó là do em có học chung lớp với một người bạn. Thì có một hôm tự nhiên cái bạn nó chạy tới nói với em á là Giang ơi, mà mình có cho số điện thoại của Giang cho một người bạn ở gần nhà á. Có gì mà bạn nó mà nhắn tin Giang nhớ trả lời nha. Đừng có làm lơ. Em hồi đó là em là sinh viên năm cuối. Thì trong một ngày nghỉ học á thì em cũng chẳng biết làm gì hết. Cái đi ra đi vô xong rồi cuối cùng quyết định ngồi dưới cửa ngắm trời. Thì mới thấy có một bạn ở đối diện nhà là bạn đó tên Thái. Thì em mới cái nảy ra một cái ý định đó là chỉ cho vui thôi. Thì em mới hỏi Thái là có em nào xinh không, cho xin số điện thoại. Thái mới bắt đầu lục tìm trong danh bạ điện thoại á. Thì kiếm cho em được hai cái sự lựa chọn. Một á là tên Giang, hai là tên Phương. Cuối cùng là em thích tên Giang hơn. Nên em quyết định chọn tên Giang để mà em nhắn tin để làm quen thử. Rồi tới chừng gặp nhau thì sao? Cái cảm giác có giống như mình suy nghĩ không? Cái lúc mà anh nhắn tin á thì cũng có được người bạn nói trước rồi nên em có trả lời lại. Xong rồi cái ảnh đòi gặp em ngay luôn vào buổi tối đó. Tại vì cái trước lúc đó cái người bạn em nói là cái anh chàng này nghệ sĩ lắm nha, anh học ở bên mỹ thuật á. Em cũng thấy tò mò, em hình dung ra cái anh này mới nghệ sĩ ha. Chắc là cao, gầy, rồi tóc dài, đeo mắt kiếng, rồi cũng có thể có râu nữa, rồi lưng khòm khòm á. Giống như là em hay đọc truyện tranh, em thấy vậy. Cái lúc mà em gặp xong rồi á thì
thật sự là hơi ngạc nhiên. Tại vì anh hơi khác so với những gì em nghĩ. Anh rất là dễ thương, phong cách theo Hàn Quốc vậy á. Xong rồi cái vô cà phê nói chuyện với nhau. Lúc mà nói chuyện á thì các anh này ngộ lắm nha. Nghệ sĩ đâu mà không nói gì hết á. Toàn có lần em nói nước ngoài, nước ngoài thôi à. Bữa đó là trễ rồi. Mà em từ chiều tới giờ em chưa ăn cái gì hết. Cho nên là thấy hơi đói rồi. Mà thì cô này cứ huyên thuyên bất tuyệt, cứ hết nói về bản thân mình, rồi lại nói về cái người bạn thân của cô ấy mới đi chơi về. Em cứ lùng bùng trong lỗ tai vậy đó. Lịch sự á, cho nên em phải cố gắng mà em lắng nghe thôi. Chứ giờ không biết làm sao hết. Cảm thấy giống như là nó ám ảnh trong đầu em. Nó đói bụng quá mà nhớ. Đúng rồi, chứ lại thì ảnh ngồi, anh không có nói chứ anh cười không mà. Không thì đúng là phải nói chứ không em. Bây giờ mình gặp nhặt nhau nè, nhìn nhau bốn mắt không. Mấy ngày sau, không hiểu sao gọi lại nhắn tin cho em. Vậy hả, em nhắn sao? Tại vì hôm đó là mấy nhỏ bạn gái nó rủ nhau là hôm nay đi nhậu đi. Thì có uống vài chai bia với nhau. Uống xong rồi cái người em nó lân lân rồi. Mất kiểm soát phần nào rồi đó. Em cũng nhà xa nữa. Thế là em mới nhắn tin nhà này trở về giùm. Em nhắn xong cái anh trả lời liền luôn. Ok là pin nóng liền. Thì lúc mà trên đường về gần tới nhà rồi, cái hơi men trong người vẫn còn nhiều quá. Em sợ là về cái mẹ la. Cái em nói thôi nhớ có cái bãi đất trống nhà, nói anh này dựng nó đi. Lúc đầu hai đứa nói chuyện vui vẻ, em ngồi em nhìn trăng, cái tự nhiên em thấy cái gì nhọt nhọt sau lưng thì em thấy vậy. Cái em tại em suy nghĩ liền cái trời làm gì vậy ta, nếu mà tát từng cái là chắc không gặp nhau nữa đâu á. Bây giờ hai đứa đi ngắm trăng rồi nhọt nhọt sau lưng đó. Bây giờ cái nhọt nhọt sau lưng đó là cái gì? Lúc đó là trăng nó chiếu thẳng xuống luôn. Em nhìn cái nét mặt của ấy lúc đó là rất là buồn luôn á. Thì em mới nghĩ là cô này chắc có chuyện buồn gì mới đi nhậu. Thì em mới quàng tay ra. Nhưng mà cô này có phản ứng thái quá là gạt tay em ra. Ủa mà em thò tay sau lưng người ta làm cái gì? Em tính ôm em thôi. Trong đầu em lúc đó em nghĩ là anh ấy sẽ làm gì mình. Tại vì phải chứ anh ôm em anh quàng cái dậy luôn đi. Cái này tự nhiên từ từ ra cái rồi ra. À được rồi. Đó cua bò. Vừa làm vừa suy nghĩ. Sau đây là gì nữa nè? Khi mà em quyết định là em cua bò lưng gỗ, em có dừng lại ở cái mức độ là chỉ có ôm eo không? Tiếp theo là ôm đầu ngã vô vai em. Tiếp theo là chắc nhìn qua nhìn lại coi có ai không. Rồi tiếp nữa chụp một cái tới đó thôi. Rồi sau cái ngày hôm đó, sau cái đêm đó đó thì cổ phản ứng với em như thế nào? Sáng hôm sau thì điện thoại em có tin nhắn tới. Sự là em nhắn cho người bạn thân. Em nhắn là tự nhiên hôm qua tao nó ngồi ngắm trăng cái nó khều khều nó cái nó khều khều lưng tao, tao tưởng là nó làm gì tao á. Tao sợ cái tao gạt tay ra. Em nhắn tin cho bạn nhưng mà gửi lộn qua cho chồng em. Dạ đúng rồi. Rồi em khi em nhận được cái tin dễ sợ vậy thì cảm giác em sao cưng? Thứ nhất là an ức, tại vì mình đâu có phải là mình lần mò cua bò đâu. Mình là tính mình ôm mình tỏ tình đàng hoàng. Thứ hai á là không được vui vẻ vì cô ấy gọi em là nó. Thì em cũng nhắn trả lời lại là lộ số rồi. Tôi như bạn là tôi không có nhắn tin đâu mà tôi phải hẹn cho ra hai mặt một lời. Tại sao kêu tôi bằng nó? Đúng rồi. Tại sao mày kêu quên, tại sao em kêu tôi bằng nó? Thì lúc đó đúng là em oan ức thiệt. Thì cuối cùng là em đã hẹn cô ấy ra. Thì cà phê thì hai đứa bắt đầu nói chuyện, giải tỏa được những cái vấn đề trong cái khúc mắc lúc đó. Bao giờ em có thể lặp lại được cái hành động là ngã đầu gối vào vai rồi sau đó làm cái chuột là bao lâu? 3 tháng sau. Ba tháng sau mới hồi hộp không cưng? Hôm đó thì anh chở em đi chơi, anh nắm tay em chụp mạnh mẽ lắm. Xong rồi anh nói em á là Giang là bạn gái của Bin nha. Em mới từ từ em ngã lên đầu mừng vô vai ảnh. Đúng điều ước mơ đó. Không có. Ủa rồi tỏ tình rồi xong rồi bao lâu thì cưới? Từ tụi em quen nhau khoảng được 2 năm rồi. Lúc đó hoàn cảnh vẫn còn đang khó khăn. Nhưng mà thực sự là rất là yêu cô này rồi. Thì em mới suy nghĩ là có một cái gì đó thật là đặc biệt để mà tặng cô ấy. Cuối cùng em suy nghĩ ra là em có một viên đá màu đỏ. Sau đó là em xin một người bạn một miếng da. Da gì? Dạ da bò. Da bò. Em mới quấn lại đính cái viên đá lên để mà tặng cho cô ấy. Làm bằng cái nhẫn hả? Dạ làm thành cái nhẫn. Người ta là nhẫn cỏ, em là nhẫn da bò. Người ta cho em nhẫn cỏ còn anh cho em nhẫn da bò. Khi mà em vừa bước lên anh đã chú ý vào cái ngón áp út của em rồi. Yeah. Hình như đó là chiếc nhẫn da bò của chồng em tặng em, đúng chưa? Dạ đúng. Bà xã em nhận cái nhẫn này, cái phản ứng của cô anh sao? Khi mà em làm chiếc nhẫn á là mình suy nghĩ á chắc là xúc động dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng khi mà em tặng cho cô ấy thì cô ấy nhìn em
cười. Lý do sao cười? Cười hạnh phúc, cười hạnh phúc, cười bất ngờ. Tức là cười sao? Cười hay là cười châm biếm? Cười hết cỡ. Đâu cười sao đâu, như vậy đúng không? Sao vậy, sao cười cưng? Tôi phải cười mỉm thôi chứ cười mà cười như ma làm, cười ha ha ố ố. Tại vì cái lúc mà anh tặng em cái nhẫn này á, tụi em đi chơi, cái về đến nơi cái anh kêu, anh nắm tay em là anh kêu đợi chút. Cái tự nhiên cái anh móc ra cái nhẫn, xong rồi anh quỳ xuống. Anh nói là em có muốn lấy anh làm vợ không? Trời ơi, trời ơi. Mày nghĩ sao mà hỏi tôi? Em có đồng ý lấy anh làm vợ không? Em rất hạnh phúc luôn. Hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ cũng 2 năm. Hai năm rồi. Khi mà cưới nhau rồi chắc chắn anh chồng này cũng tiếp tục mang một cái sự lãng mạn đến với em đúng không? Dạ, nó bớt lại. Bớt hả? Dạ, cái điều đó cũng làm cho em hụt hẫng phần nào á. Tại vì hồi đó anh là nghệ sĩ mà anh lãng mạn lắm á. Khi mà vào đời sống vợ chồng á thì mình vẫn còn cái tâm hồn lãng mạn nhất, nào lúc nào em cũng vậy hết. Còn anh thì đã giảm đi rồi. Còn Hải Đăng, còn cái gì mà em thấy vợ em thay đổi so với lúc mà yêu nhau không? Vợ em có một cái là khi mà vợ em về thì em phát hiện ra là vợ rất là lề mề. Lề mề. Hậu đậu nữa. Hậu đậu đó hả? Lề mề hậu đậu à, hiểu rồi ha. Còn bây giờ hậu đậu sao? Giống như là ở trong nhà em, ví dụ như trong nhà em đang ngồi vậy á, thì đường có sẵn đường đi, thẳng đường đi, không biết sao đi sao cứ đi qua là tán em cái, lại đá chúng em cái, nên là em thấy khá là hậu đậu. Thì em cũng không hiểu gì sao á mà em hậu đậu như vậy á, mà anh cứ la em hoài, mỗi lần ra em làm gì em cứ hút vô anh hoài vậy, đường đi á xong đi đi, cái em nói là trời ơi, đâu có cố ý đâu, em cũng đâu có hiểu gì sao đâu, là tự nhiên anh hoan ngồi dẹp vô đi cho em đi. Thực ra khi mà mình có con á, cái bản năng người phụ nữ á, chắc chắn là em phải bớt cái lề mề đi rồi. Có nghĩa là mọi người phải khắc phục một chút xíu nữa. Được không? À. Được không? Dạ, rồi. Tự hứa với nhau nha. Dạ. Yeah. Rồi. Tụi em hạnh phúc. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Tụi em âm thầm không hy vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen, tôi yêu em yêu chân thành đành thắng, cầu chăm được người tình như tôi đã yêu em. Trời ơi, lãng mạn. Lãng mạn. Trời ơi, bây giờ thì em đã hiểu chưa? Trời ơi, rồi mỗi lần em biết chưa vậy, gia đình em có biết không? Dạ cũng may là gia đình em không biết. Tại vì em thức đêm, gia đình em nghĩ là em học bài không à. Chứ nếu mà em biết em thức đêm mà tương tư á, chắc cạo đầu em luôn. Đó. Còn em có biết. Và bây giờ xin mời quý vị cùng trong tràng tay gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Trời ơi, chị giống hoàng tử với công chúa quá vậy. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Đỗ Thanh Phong, năm nay 30 tuổi. Em làm cố vấn dịch vụ Toyota. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc, em năm nay 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thế hai bạn gặp nhau khi nào? Em hơn ông xã 1 tuổi đúng không? Cô dâu là 31, chú rể là 30. Nhưng mà thực ra nhìn em là em trẻ hơn chồng em rất là nhiều, trẻ hơn nhiều lắm á. Vợ chồng em gặp nhau là do hôm đó nhỏ bạn nó rủ cái nhóm đi chơi, thì có rủ cả chồng em nữa. Nhưng mà khi đi thì tới điểm đó tụi em không thuận đường, không rước chồng. Thì nó mới nhờ em gọi điện thoại xin lỗi vì không có rước được. Ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa mới nghe giọng vợ em á, thấy cũng hơi chua xíu. Nhưng mà nói chuyện một hồi á, thì thấy cũng vui, hài hài mà tếu tếu nữa. Nên bởi em mới xin số điện thoại để có gì tiện liên lạc làm quen tám tiếp. Nói chuyện qua một tháng thì em mới quyết định là hẹn gặp vợ em. Cái ấn tượng đầu tiên gặp vợ bạn là gì? Khi mà đến chỗ vợ em làm á, thì em mới đảo vài vòng quanh một binh để thăm dò đồn địch coi xem địch như thế nào. Ai ngờ địch xinh hơn mình tưởng tượng. Tự nhiên á là thấy bối rối lắm, tim đập mạnh, thấy không biết làm sao á, nên bảo vậy mới quay về. Đẹp quá vậy luôn. Dạ không, mà đi được mấy km á thì mới nghĩ rằng thôi giờ mình là đàn ông, lỡ hẹn với người ta rồi phải đến gặp mặt chứ. Thì xí xí chị hỏi nè, trước khi tụi em có cái buổi mà gặp mặt lần đầu tiên đó là tụi em đã biết mặt nhau chưa? Dạ chưa.
Dạ. Nói chuyện qua điện thoại mà thấy vui, tâm đầu ý hợp. Anh nói chuyện điện thoại á thì tiếu lắm chị, mà rất là mạnh dạn. Thì em thấy vui thì hẹn thì em mới ra thôi. Ai ngờ khi ra cái không nói gì, nhìn em hoài à. Mà em thấy vô duyên, tự nhiên gặp ta mà cứ nhìn hoài là ấn tượng xấu luôn chị. Ồ vậy đó hả? Làm sao mà em gặp cổ là em biết liền là cô này là cái người mà em đang hẹn? Ngay chỗ vợ em làm á, chỉ có một mình vợ em thôi. À. Dạ. Khi mà vô á, gặp vợ em á thì thấy gương mặt trái xoan, mà đôi mắt lúc đấy là long lanh mà hơi buồn nữa. Thấy coi như bị hấp hồn vậy á. Hấp hồn. Dạ. Vừa mới vài gặp mặt á là em quyết tâm đeo đội liền. Trước lên kế hoạch là đầu tiên á là tổng đài 1080 để lắng nghe tâm sự của nàng. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Thứ hai là thanh đen của nàng, chỉ cần nàng cần là có mặt liền. Nàng nói thích ăn cái gì hay là thèm cái gì á, là cho dù đường xá xa xôi, nắng mưa như thế nào á, là em cũng phóng cái véo lên liền. Trời ơi, vậy thì em có cảm động với những cái tấm chân tình của thằng đen không? Lúc đó do là em một phần được nhiều người đeo đuổi, một phần thì anh nhỏ tuổi hơn em. Tiêu chí của em quen bạn trai là phải lớn tuổi hơn em, rồi phải chững chạc nữa. Anh vừa nhỏ tuổi mà còn lại là sinh viên, cho nên loại liền. Rồi sao cưng, 6 năm trời không được rồi em làm cách nào mà em chinh phục được vợ em hay quá vậy? Lúc đó em mới viết thư gửi cô ấy, bày tỏ nỗi lòng, mong cô ấy hiểu được tấm chân tình của mình. Trong những đêm mà em thức trắng đêm mất ngủ do nhớ cô ấy, mà lá thư đó là thấm đẫm nước mắt do em khóc vì cô ấy. Cái lúc đó thì em có biết cái lá thư đó là nước mắt của anh? Thật sự ra thì mấy lá thư đầu anh gửi cho em á, em nhận, em đọc xong em cất đó, không trả lời lại luôn. Tại có bạn trai rồi nên em nghĩ là có trả lời lại thì thêm hy vọng. Cho tới lá thư thứ năm thì cũng hơi xúc động, tại vì ảnh lòng một bài thơ của nhà thơ Pushkin á, cái bài thơ Tôi yêu thầm á. Và cái bài đó làm sao chị không nhớ ta? Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa. Hai hồn em phải gần bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em yêu chân thành đành thắng, cầu trông được người tình như tôi đã yêu em. Trời ơi, lãng mạn. Lãng mạn. Phải nói là quá tuyệt vời. Xúc động quá mà té đến luôn. Trời ơi, bây giờ thì em đã hiểu chưa? Trời ơi, rồi mỗi lần em biết thư vậy, gia đình em có biết không? Dạ, cũng may là gia đình em không biết. Tại vì em thức đêm, gia đình em nghĩ là em học bài không à. Chứ nếu mà em biết em thức đêm mà tương tư á, chắc cạo đầu em luôn. Còn em có biết cái điều đó không? Dạ, em không có biết. Sau này á, lấy nhau là ảnh nói em mới biết. Vậy là lúc đó cảm xúc em làm sao? Hơi tội. Cho nên em quyết định là thư này em phải trả lời. Nhưng mà em trả lời từ chối. Trời ơi. Đứng đau thiệt á. Thế các bạn, lúc mà bạn nhận được cái lời từ chối đó thì như thế nào? Lúc đó em đau khổ, tuyệt vọng, chán nản, không có thiết tha mọi thứ gì trên đời hết á. Nhiều lúc là còn nghĩ đến tự tử nữa. Nhưng mà sau vài tháng á, em mới nghĩ là phải cứng rắn lên. Lúc em lao đầu vào học hành, lao vào làm những việc khác, ví dụ như là quen những người gái khác để quên cô ấy, lấp đầy khoảng trống. Mà ai ngờ càng quen nhiều người anh gái á, thì lại càng không thể quên được. Rồi thì đến bao lâu thì hai bạn mới hội ngộ lại nhau? Dạ, sau 3 năm đeo đội và 3 năm không gặp, thế mới chợt nhớ người xưa, mới điện thoại hỏi thăm, mới biết là cô ấy đang cô đơn. Em gặp lại ảnh thì anh đi làm rồi, cho nên nhìn thấy anh chững chạc hơn, nên em thay đổi cái tư tưởng của mình, suy nghĩ lại. Thì sau vài lần đi chơi á, thì cũng vui, tới cái lần tụi em đi karaoke, ảnh mới tỏ tình. Mà tỏ tình lạ lắm chị. Đâu lạ hay sao đâu? Anh đè cho em, anh hôn luôn. Dạ. Trời, không có xin ý kiến. Không ai ta hỏi cái nụ hôn là nụ hôn lợi dụng, là nụ hôn sai khỏe. Lúc đó em thừa nước đục thả câu. Lần đầu tiên chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tấn công bằng thư á là không có thành công, nên bà rút kinh nghiệm đợt 1. Đó, lần thứ hai là phải tấn công bằng hành động. Hay quá. Em thấy lạ không? Cái người nào mà ta quyết tâm làm thì thường là thành công. Rồi thì sau khi được bạn này đồng ý thì bao lâu thì hai bạn quyết định đi đến hôn nhân? Sau 2 năm 4 tháng. Vậy là hai người này biết nhau trời là 8 ơi. Năm 4 tháng đó. Rồi bây giờ là hai bạn có em bé chưa? Dạ chưa. Chắc có lẽ là rất là đầm ấm, không có một cái gì cãi vã đúng không? Dạ không có, anh cưới về rồi em mới phát hiện ra anh này rất là nóng tính.
Vậy hả? Vừa nóng tính mà lại rất là mê chơi. Tôi nhìn tôi không nghĩ là bạn mê chơi đâu nha. Nhưng mà chơi cái gì? Hay chơi bi-da lắm chị. Trời ơi, ghiền coi như là không có nghĩ tới vợ luôn. Ngoài cái chuyện mê bi-da ra, bạn còn mê gì nữa? Em còn mê mô tô. Anh thử tưởng tượng coi, hồi trước thì đi đâu làm về cũng vợ ơi hôn cái chóc. Hồi hỏi là vợ ơi hôm nay giờ làm có mệt không? Còn bây giờ từ lúc mua mô tô về là thay đồ và quăng cái cặp cái vỏ đó, xong cái ôm xe nè, lao xe nè, chùi xe nè, cái xăm soi xe miết, không hỏi vợ gì hết trơn á. Thì bực em đó hoài. Thì bởi vậy sau hôn nhân em mới vỡ lẽ là vợ em rất là hay cằn nhằn, nên bởi em mới nói thôi đi, mà bắt đầu mà nói nữa là em quạo lên rồi. Trời, đang tuôn trào tự nhiên kêu thôi đi, đâu nín được đâu chị. Vậy mỗi lần chồng em nóng tính thì cái đồ nặng nhất của ổng thể hiện ra là gì? Lần đó ảnh xém quýnh em. Trời đất ơi, phải không? Không bao giờ em có ý định quýnh vợ em. Tại lúc đó vợ em nói hoài, em nói thôi đi. Thế em mới tức lên, em mới quýnh vô tường, coi như là xả cơn giận vậy thôi. Không, quýnh vô tường nghĩa là quýnh mình rồi. Nhưng mà tại vì lỡ như không có bức tường thì là em sao, cho nên đó. Là coi như xém quýnh rồi. Cái từ từ bất ngờ này quá bất ngờ khác vậy trời. Vậy lúc đó nếu như ổng quýnh em thì sao? Trời, ảnh mà quýnh em là chia tay liền, dứt khoát chia tay liền vậy liền. Trời ơi, có khi nào nha, chị hỏi này nè. Lâu lâu em nhìn vợ em á, em nhớ lại nguyên một cái khoảng thời gian em phải làm thần đèn á, tự nhiên em cảm thấy bực bội, em muốn trả thù giặc không? Không, còn hỏi ác ghê. Thật sự á, cái khoảng thời gian mà em quen lên đeo đội thì nhiều khi cái đó là khoảng thời gian mà em thấy là đẹp nhất. Rồi hỏi một lần nữa nè, ví dụ mà không có bức tường thì coi là em có quýnh vợ em bữa đó không? Dạ không, chắc chắn là em bỏ đi thôi. Câu nữa nè, bây giờ nè, pizza nè, vợ nè, với xe, số nào số 1, số nào số 3 nè? Chắc chắn vợ là số 1 rồi. Xe là số 3. Ủa sao sao xe số 3? Tại giờ, là đang thích pizza rồi. Không sao đâu, tại vì mai mốt nếu có con á thì chắc chắn là cái số thứ tự đầu tiên á chắc có lẽ là dành cho con rồi. Chị hỏi vậy là để cho em yên tâm. Nhưng mà ví dụ em cho quyền vợ em cằn nhằn mấy lần thì em sẽ không nổi nóng. Bình thường thì em nhịn, em không nói gì hết. Đến khi nào mà em thấy bực rồi á, em mới nói là thôi đi. Đến lần thứ hai, lần thứ ba là lúc em sẽ nổi nóng. Có nghĩa là em cho phép cổ cằn nhằn làm sao để cái lần thôi đi thứ nhất là có thể chấp nhận. Thôi đi lần thứ ba là có chuyện, đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hỏi thêm xíu nữa thôi. Tức là từ cái chữ thôi đi đầu đến cái thôi đi thứ nhì cách nhau được khoảng thời gian là bao nhiêu? Dạ chắc khoảng 10 phút. 10 phút, trời, từ lần 1 lần thứ nhì 10 phút là quá nhiều đó. Nói vậy thôi chứ không đưa tới vậy đâu. Sau đây em sẽ có quyền cằn nhằn chồng em trong vòng là đúng 10 phút. Em để đồng hồ báo thức đúng 10 phút em ngưng luôn. Không bao giờ có chuyện nổi nóng nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, hai được. Bạn mong muốn người bạn đời của mình thay đổi như thế nào? Em thì em mong muốn vợ em bớt cằn nhằn đi. Còn em? Em thì em mong muốn chồng em bớt nóng tính lại, biết kiềm chế lại, với lại biết lo dành thời gian cho gia đình hơn, đừng có mê chơi quá. Tức là bớt pizza đi đúng không? Em dạ. Cho quyền thời gian chồng em á, trong một ngày á, dành bao nhiêu thời gian cho pizza? Một tuần 2 ngày mà mỗi ngày 1 tiếng. Được không em? Quá được đi chứ. Thôi vậy là được quá rồi. Em cho quyền chồng em á, một tuần 2 ngày, dạ. Mỗi ngày 1 tiếng. Dạ. Còn chồng em cho quyền em á, là một lần cằn nhằn vậy 10 phút. Em đâu thấy em cằn nhằn, em thấy em hơi nói nhiều chút xíu thôi. Thì tôi nói trong 10 phút thôi rồi ngưng. Được chưa? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn. Thì em hỏi thằng bạn á là cái bé đó tên gì? Ai ngờ thằng bạn á lại nhìn cho thằng nhỏ kế bên. Nó kêu là tên là Thúy. Cái em ra, em gặp vợ dỗ bà. Thúy, Thúy, em là Thúy phải không? Cái quay ra, chửi. Vui gì? Cha này, tôi là thiệt mà. Trời, là lúc đó mắc cỡ và cố trốn lên xe luôn. Em mà cứ mua món gì về á là đầu tiên á, cái này bao nhiêu tiền? Trời trời, cái này muốn nhà quá trời rồi. Mua mua cũng không biết làm gì. Nhưng mà kiếp cũng biết khôn lắm. Mở ra biết á mà món mà phù hợp với bản thân mình á, nghĩa là chỉ im im chỉ kiếm tiền biết cười á. Cũng được. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bé. Mời hai bé ngồi. Nhìn hai bé chắc 20, 21 hả cưng? 20 không? Em 20, 9 năm trước. Là sao? Dạ năm nay em 29 tuổi. Trời ơi. Cái gì? 29 tuổi. Dạ. Con bé? Dạ em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, hai vợ chồng.
hai bạn hãy giới thiệu về mình. Em là Trần Hạ Vũ Luân, em đang là kỹ thuật viên. Đây là bà xã của em. Em tên Nguyễn Mỹ Hiệp, hiện tại là nhân viên văn phòng và em đến từ Đà Nẵng. Thế thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau giống như là duyên trời định vậy đó. Trước đây á là đồng nghiệp với nhau. Em á thì làm ở Sài Gòn, còn vợ của em á là làm ở Đà Nẵng. Có một hôm là công ty tổ chức đi chung hết tất cả các nhóm chi nhánh tối trên đó, đó là nhóm của tụi em đi cồng chiêng ở trên Đà Lạt á. Tự nhiên cái em nhìn vô trong góc á có một con gái ngồi im mà giống như bị tự kỷ vậy, nhưng mà nhìn nó khuôn mặt thấy sáng ngất ngây vậy. Wow. Giống như em bị sét đánh vậy đó. Dạ thật ra thì không phải là tự kỷ mà là do là em bị xe. Nhìn qua bên kia thì em cũng có để ý cậu đi, thấy cậu đi là trên xe là có nhảy múa rồi. Em nghĩ trong đầu là cái tên nhóc này mình á thì mệt muốn chết mà nó cứ nhảy tưng 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 mà thấy ghét luôn. Chút mà chơi xong á thì em hỏi thằng bạn á là cái bé đó tên gì. Ai ngờ thằng bạn nó lại nhìn cho anh nhỏ kế bên, nó kêu là tên là Thúy. Cái em ra em gặp vỗ vỗ bà, Thúy Thúy, em là Thúy phải không? Cái quay ra chửi vô gì cha này, tôi là Hiệp mà. Trời, là lúc đó mắc cỡ và cố trốn lên xe luôn. Sáng hôm sau là tổ chức đi chơi chung hết tất cả. Em thì em tia chị ra rồi, chị cứ đi đâu em cứ đi theo sau đình thôi. Đến lúc mà chắc chị đi chơi nhiều chị mệt, chị ngồi xuống dưới. Em ngồi việc dưới, ảnh ngồi ở trên. Tự nhiên đôi đá xuống. Hiệp, tối nay hai anh với em chở đi xe đập đôi quanh Hồ Xuân Hương nha. Cái em nói là vui duyên, có quen biết gì đâu mà xe đập đôi. Mà nhìn cái túi mỏng đét như đó, liệu có đạp cái xe nổi hay không mà đòi chở em. Em cứ nghĩ là tự nhiên cái bạn lĩnh đàn ông nữa là em xà xuống để anh bế thử em nha, coi anh thấy coi anh có yếu không, nếu mà anh không yếu thì tối anh chở em xe đập đôi nha. Cái chị la làng thêm lần nữa, trời vô duyên ở đây đông quá nhiều người không biết bắt cỡ hả. Cái chị chạy lên xe mất tiêu luôn, chưa kịp bế hả rồi em chỉ xà xuống thôi là bị chửi rồi. Em là em cứ nghĩ là khích anh này thôi, nhưng mà ai ngờ anh làm thiệt em hoảng quá. Sau đó thì team ai đấy về, có nghĩa là em thì về Sài Gòn, còn vợ em thì về Đà Nẵng. Nhưng mà trong quá trình đi chơi thì em có xin số điện thoại rồi, cho nên về là em dùng chiến thuật đẹp trai không bằng che mặt. Em nghĩ là về Đà Nẵng rồi là thoát khỏi cái tên nó ám rồi. Ai ngờ ảnh có số điện thoại của em, cứ sáng đúng 7 giờ sáng là nhắn tin em chúc ngày mới vui vẻ, em ngủ gì chưa, đi làm nhé. Rồi quá lãng mạn, vừa lên trên công ty á là Skype chat vô, em ngày đi làm việc có vui không, cái chiều cái tới về rồi em ơi. Ngày nào cũng như ngày đó, ngày nào cũng như trong đó. Thời gian bao lâu? Khoảng nửa năm á, đến ngày 20 tháng 10. Rất là đặc biệt. Tôi đặc biệt sao? Ngày đó là cả nhà em á là đi chơi lễ hết rồi, mình em ở nhà, thì đúng lúc đó là chàng gọi điện tới, cái em nghe cái em buồn tủi nữa, cũng có tâm sự, xong em nói sống sao mà cũng buồn quá à. Rồi chết sướng hơn, cậu nói là em mà chết rồi thì anh không biết là anh sống sao. Chị khóc khóc hù hù luôn, làm em phải dỗ qua điện thoại. Em dỗ sao? Dỗ sao? Thôi thì bắt đầu từ nay để anh chăm sóc em nha. Lãng mạn chưa? Có thể là từ đó là bắt đầu quen. Khi quyết định quen thì em sẽ ra ngoài Đà Nẵng để em xin phép ba mẹ cho hai đứa quen. Thôi ra tới ngoài đó giống như là một mình em chống mafia vậy đó. Ủa trời. Khi mà em có quen anh đằng này á thì em có gì có nói với gia đình em á là em có quen một anh chàng ở trong Sài Gòn á. Thì ba má em nói nhà có một mình mà xa nữa làm gì quen trong đó, phản đối kịch liệt không ai đồng ý hết. Vậy hả? Dạ. Rồi mới lừa đảo rồi sao không cho quen. Nói em á nào là mắt kiến nè, người thì nhỏ con, đâu có ai nhìn ra tuổi của em đâu. Tưởng như là lừa đảo rồi, nhiều lúc đem con mình vô trong Sài Gòn rồi bán luôn, ai biết chừng đâu. Thôi thôi, không ai chấp nhận vậy đó. Gần tới ngày về á thì em mới quyết định là vô thưa phép chuyện hai bác nói chuyện thẳng thắn cho một lần. Cái mẹ của bé Hiệp á nói với em á là thôi thì con kiếm ai mà ở trong Sài Gòn á quen cho nó gần, cưới cho nó khỏe, chứ ở xa quá hai bác không có thể. Em nói lại liền, có gì đâu mà không thể hả bác, nhà con với nhà bác cách nhau có một cái máy bay thôi mà. Lên cái máy bay cái là tới nơi liền. Ví dụ mà cưới mà gần mà chồng không chịu cho về rồi đánh đập say xỉn đánh đập thì cũng vậy thôi. Cái mẹ mấy em nói thẳng nè, nói chung là hai bác không có chấp nhận hai con. Em cũng quyết định luôn, dạ con xin nói hai bác biết á, con sẽ quyết định là không có bỏ cuộc, con sẽ quay lại. Wow.
Tao phải khi yêu là phải can đảm, là phải coi như phải mạnh mẽ vậy chứ, đúng không? Lúc đó em lầy lắm. Thì cái cuộc nói chuyện giữa ba mẹ với ảnh là em không có tham dự, tại vì cũng sợ quá. Trốn. Chiều đó thì em có tiễn lên sân bay. Em nghĩ em đầu là tên này chắc ba mẹ mình làm quá, chắc là trốn luôn rồi. Vừa nói xong rồi quay lại, hí, anh về nha em, anh sẽ chắc chắn quay lại. Dài. Tại sau đó là về á thì em cứ gọi điện liên tục á, một tuần mấy lần gọi về cho ba mẹ rồi hỏi thăm sức khỏe gì á, chắc khoảng gần 2 năm á. Cái ba mẹ có nói chuyện á, nó làm thằng nó ngám dài quá, không cưới nó thì chắc cũng chẳng có thằng nào dám tới với mi đâu. Cho nên là thôi hai tụi bay cứ quen nhau đi, mệt quá rồi. Rồi không lẽ bây giờ em thì ở ngoài Đà Nẵng rồi bạn trai em ở trong Sài Gòn rồi, rồi vậy rồi chấp nhận rồi quen nhau. Khi mà ba mẹ của vợ em á mà chấp nhận á là em nói vợ em vô đây liền luôn. Làm... em chuyển công tác vô trong đây sống làm việc luôn. Mới vô được có 2 tháng thôi thì gia đình nhà bên nhà trai á coi ngày và hối cưới luôn. Cái em mới gọi điện về nhà, mẹ mới nói gì mà nhanh thế, mới vô mà làm gì cưới nhanh nữa, giờ nói với bên đó là ba mẹ không có gả nữa được không, chứ trừ gả quá tiếc luôn, không gả nữa. Rồi sao lúc đó là em hoảng hồn liền, cho cưới xong rồi bây giờ kêu là tiếc quá. Em đi đăng ký kết hôn liền luôn. Hay không vậy, hay không, anh này rất là mạnh mẽ nha. Giải thích với vợ em á là em cứ về nó máy vậy nè, đăng ký kết hôn á rồi á muốn mà hủy á thì phải ba lần đó mà. Cho nên giờ mà em chắc cũng sợ. Rồi sau khi đám cưới thì hai bạn có những cái chuyện vui gì? Sau khi đám cưới thì em mới phát hiện ra vợ em kiết. Kiết là sao? Miền Trung á là kiết, còn người trong này là keo. Kiết kinh khủng. Kiết kinh khủng. Dạ, em mà cứ mua món gì về á là đầu tiên á cái này bao nhiêu tiền, trời cái này muốn nhà quá trời rồi, còn mua cũng không biết làm gì. Nhưng mà kiết thì cũng kiết khôn lắm, mở ra biết á mà món mà phù hợp với bản thân mình á, nghĩa là chỉ im chỉ cũng tiểu biết cười á cũng được, cũng được. Không phải là em kiết, do là em thấy cảm thấy là nó phí quá. Phí quá đúng không? Những món gì thấy cũng đắt tiền hết, còn cảm thấy hợp với mình thì thôi kệ. Rồi còn gì nữa? Vợ em mà nóng tính hơn em, là mỗi lần nóng tính lên là chưa biết đúng hay sai vậy đó, vui la xong rồi quăng đồ nữa. Trời ơi. Dữ gì hả? Nhưng mà được cái quăng đồ á, lựa mấy món rẻ quăng. Thì chắc là giờ kiếp quá. Giờ kiếp quá. Nghĩa là quăng là mình có tính toán. Còn em có những cái gì mà bất ngờ ở chồng em không? Sau khi cưới nhau thì em thấy là ảnh bao đồng. Ảnh là kim đủ thứ trên công ty hết. Có lần á, ảnh gọi điện lên công ty em á, nói là tí nữa anh qua công ty đón anh về luôn. 5 phút sau gọi điện lại, bây giờ anh có việc gấp. Hai thằng bạn trên công ty anh nó có mâu thuẫn cho nên đi giải quyết mâu thuẫn đã. 2-3 tiếng sau là cái thế xuất hiện lại. Tại vì hai người bạn đó là thân với em, mà tự nhiên có mâu thuẫn thì em chờ anh chút rồi anh đi qua ngồi nói chuyện. Nhưng mà có khi nào bao đồng với bạn gái nữa không? Gái trai gì cũng vậy hết. Ai trên công ty á mà người nào buồn thất tình hay là có bầu có thai thì là cậu biết hết. Vậy đó là chuyện hay nha. Không, nó có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Trong công ty của em á thì cũng có những cặp vợ chồng mà hiếm muộn á, người ta cũng tâm sự với em thì em cũng biết. Cho đến lúc mà người ta có, người ta báo cho mình thì mình cũng vui quá trời luôn. Mình về mình kể là cho vợ kêu em bao đồng. Nghe em nói là vợ em á là nóng tính đúng không? Nhìn về là chắc là hay ghen lắm phải không? Chị hỏi thiệt là hai vợ chồng thì ai là người ghen nhiều hơn? Dạ em là người ghen nhiều hơn. Ghen thì không phải là ghen, nhưng mà em hay suy diễn, tưởng tượng. Suy diễn à? Đâu? Dạ. Suy diễn sao? Do là cái tính của em bao đồng á thì em cũng quan tâm chăm sóc. Ví dụ như trong công ty thì mấy bà bầu á mà nhờ em đi mua cơm hay gì á, rồi thì em đi mua liền, có gì đâu, nó bình thường mà. Trời ơi. Dạ em á, nghe bạn em kể lại, thằng Luân ha, coi cần nha, công ty đi mua cơm gì cho mấy bà bầu gì á, cái mẹ bắt đầu suy diễn nha. Trời nắng thì em xót thôi, nhưng mà không biết tại sao mà cứ ai có bầu thì nhờ gì anh cũng đi mua hết, không biết là có cái gì không. Tức là suy diễn đó, hơi bị nặng diễn, đô à, suy diễn là... hơi bị nặng đô một chút đúng không? Thì em thì cũng hay tưởng tượng nữa. Có lần sau khi cưới xong á thì có một cô bạn cũ của anh á thì có gọi điện cho em thì cứ kể chuyện tình yêu ngày xưa của anh mà. Chắc cũng phải cả chục năm rồi, em cũng nhìn cũng bảnh nữa, cũng có bạn gái hồi xưa là bình thường. Thế là chị về chị hỏi cha hỏi em có đi Đà Lạt không? Anh có đi mấy lần rồi, có đi với ai? Rồi kể đúng cái tên của người đó. Mà trong khi trước đó là vợ em á đã nghe cái người kia
Sau đó là hai người đó là lên Đà Lạt chơi vui vẻ lắm. Ồ, lúc đó thì sao? Nghe kể xong bắt đầu là cơn ghê em lên. Em tưởng tượng là Đà Lạt là trời vừa lạnh, không khí lãng mạn nữa, cho nên là chơi rồi. Không biết là có đóng phim, không biết có đóng phim tình cảm gì đâu, không biết. Thế là nguyên cả đêm đó em cho nên vì gối là bố. Đà Lạt, Đà Lạt. Nhưng mà em giận lắm, không em nhìn mặt đâu. Em nhìn vô cái hình cưới của hai vợ chồng ấy, em khóc, cậu hoáng luôn đi chứ. Nè, ê, anh đây, không cần phải nhìn vô hình đâu. Dễ thương. Trời ơi, mặc dù là 29 tuổi nè, 27 tuổi, thực ra cái tuổi này cũng là một cái tuổi là chín chắn lắm rồi đó ha. Nhưng mà tình yêu của các bạn á, vẫn như là hai bạn thiếu nhi á hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ có muốn thay đổi gì về nhau không? Chung mà dạ em là cũng quá tuyệt rồi. Thì chỉ có một cái là nó bớt đi một chút thôi. Thì như là nóng á, thì cũng từ từ, đừng suy diễn nó giùm em là được rồi. Thì em thì sao? Em muốn chồng mình thay đổi điều gì? Bớt lề mề đi. Tại vì khi mình đã hẹn ai đó thì nên tới đúng giờ. Là chỉ có vậy thôi đúng không? Thực ra là các bạn vẫn là trong cái thời gian mà khám phá, tìm hiểu nhau và bắt đầu chấp nhận những cái cá tính riêng của nhau. Và với một cái thời gian chồng của em á, trường kỳ kháng chiến, chiến dịch gọi là đẹp trai không bằng trai mặt để mà được em như thế này á, thì chắc chắn là bạn sẽ rất trân trọng cái con người này. Và ngược lại khi mà em hiểu được cái tình cảm đó rồi thì em hiểu chắc chắn là không ai yêu em hơn chồng em đâu. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ. Cái gì về chồng em? To cao, nói chung là cũng có một chút và đẹp trai. Mà thật ra em cũng hơi mê đẹp trai một tí. Hẹn hò đúng 3 ngày thì anh này mới nói là thôi bây giờ buồn quá không biết chuyện gì làm, thôi mình cưới đi. Mà sau 3 ngày? Thì sau 3 ngày yêu nhau thì 4 ngày sau rồi hai bên gia đình lên nói chuyện. Dạ. Và ngay sau đây mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Thị Trang Thảo, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh là tự do. Em tên là Nguyễn Quỳnh Thế Anh, năm nay cũng 30 tuổi, nguyên quán Sài Gòn và cũng đang là kinh doanh tự do. Hai bạn quen nhau như thế nào? Nhà em ở trên chung cư, còn văn phòng cô ấy là ở dưới mặt tiền đất. Thì lúc đó là em ngồi lại 5-6 anh em ngồi đó. Cô ấy chạy xe tới mấy anh ở ngoài, cô ấy không hỏi mà lựa đúng người mập mập trong kẹt hỏi. Thì lúc đó hỏi là anh ơi bãi xe ở đâu vậy? Em mới tận tình, mình chỉ là tận tình rồi em đi trên đây lên lề em chạy mèo trái là em tới bãi xe rồi. Tối bữa đó là văn phòng khai trương, cô ấy mời mọi người hàng xóm rồi cũng lại nhậu. Thì em bữa đó là từ nhà em đi xuống thì cô này đi lại, nãy giờ đâu tìm hoài không thấy. Nó nói ủa trời, bà giống tưng tưng á, tự nhiên hỏi như em biết từ đời nào vậy. Thật ra thì em cũng đâu biết là ai đâu, mình lịch sự mình mời thôi. Vậy hả? Nhưng mà em ấn tượng cái gì về chồng em? To cao, nói chung là cũng có một chút và đẹp trai. Mà thật ra em cũng hơi mê đẹp trai một tí. Đúng rồi. Còn em thì ấn tượng về cô ấy là hoạt bát, rất là tự nhiên. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái tưng tưng. Tưng tưng hả? Tưng tưng. Con kể một câu chuyện nào mà nó chứng minh, nó chứng minh rằng là cổ tưng tưng. Ủa anh tưng tưng. Một hôm thì em gặp 4-5 anh đối tác của cô ấy lại văn phòng á, thì cô ấy có mày bia không à, mà nói chuyện bắt đầu đụng dai vô dỗ người nào cũng dỗ á, rồi nói chuyện không có kiên nghị ai ngồi xung quanh á, rồi tự nhiên quá đâm ra nó tin luôn á. Thì mỗi lần mà làm việc xong thì em hay có cái thói quen là đi uống bia để xả stress. Một ngày mấy lon? Em cũng có thể uống được hơn nửa thùng bia. Dữ nghe, nó nghe nè. Rồi có khi nào em rủ anh này đi nhậu chung với nhau? Dạ có, đó là cái nguyên nhân mà tụi em đến với nhau. Em thì không biết uống bia. Cô ấy mời em uống bia thì em lịch sự cũng ngồi uống. Nhưng mà em uống dần không tới nửa lon nữa là em chạy nhà em ngủ luôn. Mỗi lần mà tụi ấy mà cứ uống xong mà đi ngủ á, thì em phản ứng như thế nào? Thì em ngồi em uống một mình. Vậy hả? Dạ. Trong lúc nếu mà lúc mà cậu chưa đi ngủ rồi lúc mà uống thì em như thế nào? Khi mà ngồi uống bia với nhau thì hai đứa nói chuyện rồi chia sẻ công việc, rồi chia sẻ những cái thứ liên quan đến gia đình. Trong cái quá trình mà tụi em ngồi vừa uống bia vừa tâm sự thì anh này anh cũng được luyện bia để anh lên đô. Dạ. Bây giờ đô nhiêu rồi? Mấy lon? Cũng 12 lon. Sư phụ. Em ơi, bữa nào em huấn luyện anh một chiều anh. Mà có cái đặc biệt là cô ấy ngồi uống bia, những người xung quanh như đối tác đồ, cô ấy lúc nào cũng bá vai, nhưng đặc biệt là em là không bao giờ bá vai bá cổ. À chắc là cô ấy cứ ngồi yên rồi nói chuyện chia sẻ thôi. Em nghĩ còn ghê hơn chứ. Ví dụ như những người bình thường thì bá vai bá cổ, còn người đối tượng của mình phải như là hiểu không? Ví dụ như là bóp
sờ hay là cái gì đó chứ. Tại vì thật ra là có rất là nhiều người cũng sợ cái tính tưng của em rồi. Trước đó cũng bị nhiều bồ đá quá rồi. Lần này gặp anh này thôi mình cố gắng mình giữ kẻ. Nè hỏi thiệt nè, nếu mà em không giữ kẻ thì cái cơn của em phải như thế nào? Nói chung là tạm gọi là hơi sàm sỡ họ chút. Chẳng hạn như vậy. Xong rồi dày, xong rồi bóp bóp dai, xong rồi sâu xuống chút nữa. Ồ, anh hỏi nè, có lần nào cô này chà chà, nhám nhám lên đây không? Có một lần hai đứa em quen nhau khoảng chừng gần 6 tháng rồi, lúc đó chỉ là bạn thân thôi. Em lên nhà của cô này á là ăn sinh nhật với lại cái thằng em trai. Thì lúc đó ngồi kế cô này thì có bố vợ ngồi đối diện. Đang uống rồi tự nhiên là nắm cái tay em. Em thì cũng nắm lại, lúc đó cũng thích rồi. Thì một hồi thấy cái đùi em nó tự nhiên nó nhột. Nó nhột thì thấy là ngó xuống thì thấy cái tay của cô này. Sao? Ngồi đối diện bên kia thì ông bố con này là bắt đầu nhìn em chăm chăm. Thì em mới dìu bố đi xuống, bố con này xuống phòng ngủ thì mới nói là con mật quạt giùm bố rồi xin bằng bố luôn. Là nghĩ là chắc con gái mình tưng tưng có con này dớt rồi ông cũng mừng. Có nghĩa là phụ huynh ủng hộ đúng không? Rồi lúc mà em dìu ba của bạn gái em vô ngủ rồi á, sau đó thì chuyện gì xảy ra nữa? Thì đêm đó là hai đứa em vô coi tivi. Coi mà coi đâu? Coi trong phòng riêng của cô này. Thì coi hồi quá, ngồi hồi quá. Lúc đó là đang coi khúc phim tình cảm thì cô này mệt dựa vào vai em. Thì em thấy mình cũng thích rồi. Thôi mình làm theo con tim mình mách bảo luôn. Thì em mới hôn lên má của cô này. Không ngờ là cô này chịu luôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai đứa em. Ôi giời, hôn má là thôi sao? Rồi xong có hôn. Cái đó mới gọi là nụ hôn đầu tiên. Có gì nữa không? Xong rồi ngủ thôi, không làm gì hết. Mà ngủ đâu? Ngủ trong phòng cô này luôn. Rồi sáng hôm sau mọi người chỉ có anh em biết thôi, ngoài phụ huynh không có biết. Em chắc chắn nó chọt rồi. Nó mới nói là anh ơi, chị em cũng cô đơn lắm, bả tội nghiệp lắm, thôi anh cu mang bả luôn đi. Trời ơi. Trời em ra em. Thì lúc đó nói câu đó em cũng thấy thương thương, em thấy mũi lòng. Qua thêm 2 ngày sau nữa thì em bị phụ huynh phát hiện ra là phụ huynh của cô ấy. Thì phụ huynh cũng nói một câu là nó cũng cô đơn lắm, nó cũng thiếu thốn tình cảm, em vậy em dớp luôn. Trời ơi. Thật ra là em với gia đình là một thảm họa. Chỉ sợ là không có ai dám rước cái bà tưng này đi thì rất là đau lòng. Nhưng mà hên cái được anh này vừa bự vừa đẹp, vừa sạch sẽ gọn gàng rước đi, mừng quá. Mừng quá. Dạ rồi tụi em hẹn hò đúng 3 ngày thì anh này mới nói là thôi bây giờ buồn quá không biết chuyện gì làm, thôi mình cưới đi. Và sau 3 ngày? Thì sau 3 ngày yêu nhau thì 4 ngày sau rồi hai bên gia đình lên nói chuyện. Dạ nói chung thì đã quyết định là mình cứ làm, không có phải chờ đợi, mình sai thì mình làm lại. Rồi lấy nhau về. Các bạn có thấy cái gì khác hơn về nhau nữa không? Tại vì thời gian yêu nhau quá chớp nhoáng lấy về mới phát hiện chồng của em rất là chậm chạp. Em có thể make up, có thể tắm rửa, có thể thay đồ mọi thứ chỉ trong vòng 10 phút. Nhưng mà chồng em thì từ 30 phút đến 1 tiếng. Em làm cái gì lâu dữ vậy cưng? Tại vì em mình làm ở nhà nên là cũng luôn chăm con. Phải đút con ăn, cho con bú thì làm. Lúc nào em ra đường phải quần áo phải tươm tất, phải thơm là em mới chịu. Chứ không ngoài ra là em không bao giờ đi ra đường hết. Nên thì nó lâu. Thì gì trên sân khấu toàn mùi thơm. Của chị đó. Ủa gì đó? Lộn rồi. Đâu còn gì nữa không? Anh này thì rất là ích kỷ. Tức là cái gì cũng dành về phần mình hết, không có chia sẻ cho vợ. Giặt đồ cũng dành, nấu ăn cũng dành, chăm con cũng dành, dọn nhà cũng dành. Khi mà em rảnh thì cứ bắt Thuân nằm đó coi phim đi, đừng làm gì hết. Nhiều khi em thấy hơi bị bức xúc rằng là mình thấy giống như là mình vô dụng vậy đó. Khoan, em nói cái từ ích kỷ là em chê hay là em khen? Dạ. Anh thấy em nói cái từ ích kỷ mà cái ánh mắt của em với lại cái biểu cảm của em nó cũng gì ích kỷ đáng yêu ghê vậy. Nhưng mà tại sao vậy em? Vợ em sinh xong rồi á, cơ thể cũng yếu nên mọi việc làm thì lúc đó là em ăn ngủ với vợ em thôi. Nhưng mà trong lòng em á thì không muốn nói thẳng rồi, sợ cho mình buồn. Thật em thứ nhất là nấu ăn này rất là tài, cái thứ hai là dọn dẹp thôi, dọn cho có chứ không gọn gàng, nên thôi ngồi chơi để tôi làm luôn cho rồi. Mất công làm đi làm lại tốn 2-3 sức nữa. Tại vì yêu nhanh cưới nhanh bởi vì không có tìm hiểu. Thì lúc mà cô ấy có mướn cái căn hộ ở riêng á thì em qua em chơi lần đầu á thì em thấy nhà gọn gàng sạch sẽ lắm nha, là nghĩ là cô này chắc cũng được à. Thì về nhà em biết là người làm không chứ đâu có làm. Dạ thôi thì công chuyện ảnh dành hết thì ảnh cứ làm đi, mình cứ tận hưởng. Tại vì nhiều khi em thấy đàn ông họ cũng dễ thay đổi lắm, ngủ đêm sáng ngày họ thay đổi mình đâu biết được đâu. Nói chung là mình hưởng được cái nào thì mình cứ hưởng đó. Dạ nghĩa là anh làm anh cứ làm. Dạ, đi đúng rồi. Còn tôi thời gian rảnh tôi đi nhậu. Em có ghen đó. Tại vì bà xã em có cái tật là nói chuyện với đàn ông là hay dỗ dai á. Dỗ dai đó. Em nói hoại vụ này. Ủa em, vậy là có nghĩa là nếu mà vậy trong cuộc sống vợ chồng em là chồng em quá hoàn hảo rồi.
Có tật xấu gì không? Không có nghĩ cho vợ. Sau khi sinh xong em tăng ký rất là nhiều. Mà rồi em đang cố gắng ăn một cái chế độ để làm sao mình xuống ký, giảm cân. Mà anh suốt ngày cứ 7 giờ tối ăn đi em, 9 giờ ăn đi em, 11 giờ ăn đi em, 12 giờ cũng ăn đi em. Coi như là anh cứ khuyến khích mình ăn liên tục. Tại sao vậy? Giờ sống không có tâm lý gì hết trơn. Tại vì em thích mập mập thì ôm thì nó ấm ấm đã Thôi em thích vậy, em mập nhiêu ký? Hơn chút thôi là được. Bây giờ là dạ. Em gần 60 ký thôi. Giờ hơn nữa là cỡ 70-80. Rồi sao làm thôi. Vậy cuối cùng á thì là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Lúc đầu á quen nhau thì em thấy vợ em rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Ví dụ cha mẹ nói thì cũng không có khóc. Sau này về em mới phát hiện ra là cực kỳ nhõng nhẽo, thả tí xíu là khóc. Cái thứ hai là sinh con xong rồi bắt đầu ganh tị với con, nói là anh tối ngày anh chăm nó không à, anh không có ẵm em á, anh để quá là sao anh ẵm nổi nữa. Xong rồi ghen, cực kỳ ghen luôn. Em đi chở 10 phút là điện đúng 8 lần. Hỏi đi đâu à, gặp nhớ nào à, ai mà phụ nữ đi đường hỏi đường em chỉ. Mà vợ em mới nói thì mới nói là ủa bộ anh muốn cưới vợ nữa hả? Cũng là chỉ. Rồi chung cư rồi có một cô bé tối nào đi ngang cũng nhìn em, rồi vợ em mới nói là nhỏ này làm gì đi ngang nhìn anh hoài. Bực qua quay qua muốn hốt chồng vậy, không có cửa đâu cơ. Trời ơi. Vậy đó. Gan nữa là những cái rất là vô lý. Bởi vì em thấy vô đẹp trai nó khổ lắm. Nhưng mà chồng em có ghen em giống vậy không? Cũng có ghen nhưng mà ghen rất là lạ. Có một lần em hẹn một người bạn đi ăn trưa, em mới nói là anh ơi em đi với anh này vậy. Thì anh nói em đi đi. Thế là em đi, sau 3 tiếng em đi về. Về anh lại hỏi là đi cái gì mà lâu vậy, ăn trưa mà 3 tiếng ngồi nói cái gì, người đó mặc đồ ra làm sao, giờ người đó ở đâu, rồi gặp sau rồi có gặp nữa hay không, hỏi liên tục mà làm rất là bực mình. Cái cho đi xong rồi về chất vấn. Dạ đúng đó. Rồi dạ. Tại đúng vì rồi. Bản chất của vợ em là tưng tưng rồi hay tin người là, nên em cũng không yên tâm, nên em mới là mình hỏi để mình biết, sợ mình gặp những cái điều gì không hay thôi. Nhưng mà bây giờ nói tóm lại là vậy nè, chị chưa biết được là tụi em muốn sửa, tức là những cái gì mà cần thiết phải sửa. Điều em muốn ở vợ em á là thứ nhất á là khi hẹn hò bạn bè á phải cho con ăn uống trước đầy đủ đàng hoàng rồi hẹn. Cái hai là bớt gan, cái thứ ba là gọn gàng tí xíu. Với lại vợ em có cái tật là nói dài, mà mỗi lần nói là một điều một tí xíu mà nói 5-6 lần mà nhức đầu luôn. Cặp vợ chồng này thấy có bộ vợ nhiều tật xấu hơn là chồng đó. Tất cả là do bạn hết, tại bạn hoàn hảo quá. Thứ nhất là vậy nè, bạn quá chiều vợ bạn đi. Cái thứ hai nữa là bạn quá chu đáo trong tất cả mọi việc. Cái mong muốn của vợ bạn là gì? Là anh chia sẻ công việc qua cho em. Có thể là đầu tiên là bạn làm sẽ không có vừa ý em, nhưng mà bạn làm riết thì đương nhiên là bạn phải tiến bộ lên, đúng không? Dạ, dạ cũng đúng, nhưng mà ít ít thôi chứ chia nhiều quá em cũng làm không nổi. Dạ. Thì cái sức của mình đi, em thấy em làm được nhiêu em làm đi. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn.